nhưng nói đi phải nói lại như hữu đạo cho đáp án hơi có lý, bộ tầm còn chút năng lực phân tích. Bộ tầm vừa suy tư đáp án của Ngưu Hữu Đạo vừa rời đi, có định hướng này xem như đến một chuyến không uổng công. Đứng ở cửa tiến xe ngựa chở bộ tầm đi, Quản Phương Nghi cùng Ngưu Hữu Đạo xoay người vào nhà. Quản Phương Nghi hỏi, ngươi không sợ thiệu bình ba nhờ cậy sức mạnh của nước tấn xuống tay với ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo nói, chắc chắn hắn sẽ mượn sức mạnh nước tấn xuống tay với ta, còn cần nghi ngờ điều này sao? nhưng không phải hiện tại, chí hướng của hắn không chỉ hạn hẹp ở đây. ưu tiên hàng đầu của hắn là làm được điều gì đó để lấy niềm tin của Thái Thúc Hùng, sẽ không sốt ruột biểu thị lòng ích kỷ riêng, chân còn chưa đứng vững đã lo chạy, muốn sai khiến lực lượng của nước tấn. Bà cảm thấy hắn làm được sao? Ta tạm thời không lo thiệu bình ba, Thái Thúc Hùng làm hoàng đế cũng hết chỗ nói, hoàng bào mặc lên người còn tay nắm tay, nếu y chủ động đứng ra bên thiệu bình ba thì rắc rối. Hai người về đình ngồi, quản phương nghi nhíu mày hỏi. Thái thúc hùng hiểu biết Thiệu Bình ba rõ lắm sao? Chấp nhận hắn dễ như vậy?" Nưu Hữu Đạo khẽ thở dài, người có năng lực đi đâu đều như nhau. Quản Phương nghi hầm hừ, "Bây giờ biết người ta không dễ chọc rồi đi, lúc trước cần gì đi chọc vào người ta." Nưu Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống, hai tay vịn kiếm chống trước người. "Không phải ta muốn chọc ai mà là người ta không chịu tha cho ta, nếu không đánh trả lại không được. Ta không làm chết hắn thì hắn sẽ làm chết ta." Quản Phương nghi nói ta đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi truy sát hắn, ít nhất ngươi cho ta chết rõ ràng đi. Hai người rốt cuộc kết thù thế nào mà phải không chết không ngừng. Nghiêu hữu đạo gật gù nói, việc này nói rất dài dòng, xét cho cùng là vì nữ nhân. Quản phương nghi chớp chớp mắt hỏi, đường nghi, nghiêu hữu đạo thở ra, đúng vậy, quản phương nghi chép miệng, hai người không hiền lành gì, không dễ động tình vì nữ nhân, sức hấp dẫn của đường nghi lớn thật, hút cùng lúc hai vị còn khiến các ngươi tranh phong cật thố đấu chết đi sống lại lão nương hơi bị hâm mộ tranh phong cật thố cái khỉ gì lúc vừa gặp tên đó là ta biết hắn rất nguy hiểm dù bối cảnh hay thế lực đều không bằng người ta ước gì tránh hắn thật xa ban đầu ta không ngờ hắn theo đuổi đường nghi vậy cũng đành thôi cố tình tên đó tâm thuật bất chính ôm đường nghi về là thứ yếu mục tiêu thật sự là triệu hùng ca mặc kệ ta và đường nghi như thế nào thì danh phận còn đó ta khi không thành vật chướng ngại trong mắt hắn người lấy việc thành thân cả đời ra lợi dụng là đủ biết bụng giả thế nào rồi một kẻ gặp chuyện không từ thủ đoạn đối xử với mình còn tệ thì ta dám trông chờ hắn đối xử tốt với ta sao khi đó ta biết mình gặp nguy hiểm nên chạy trốn chết bắt đầu từ khi đó hai người đấu nhau hắn vì thành chuyện tốt với đường nhi mà xuống tay ác với ta ta biết hắn sẽ không tha cho ta vì cắt đứt tai họa ngầm nên cũng đánh trả quyết liệt người qua ta lại đấu đến cuối cùng ngày càng hiểu nhau hơn chợt nhận ra dã tâm của hắn không chỉ ở bắc châu dã tâm của thiệu bình ba không chỉ ở một góc tầm thường sớm muộn gì sẽ xuống tay với nội ưu ngoại hoạn nước yến thậm chí không chỉ là nước yến đến tình trạng này vấn đề không nằm ở đường nghi và triệu hùng ca nữa sau khi ta và hắn liên tiếp đấu nhau đều biết năng lực của đối phương nhận ra sớm muộn gì sẽ là chướng ngại của nhau dù không có đường nghi và triệu hùng ca thì sẽ có lúc chúng ta đụng độ có thể tưởng tượng hậu quả đều không muốn đối phương ngồi lớn tạo tai họa ngầm lớn hơn cho mình muốn bóc chết đối phương từ trong trứng nước có cơ hội là sẽ dồn đối phương vào đường chết, tuyệt đối không thương tình. Quản phương nghi nói, giờ hắn đã đi nước tấn, tạm thời không xung đột ích lợi, người thích đàm hòa mà, hay thừa dịp này nói chuyện với hắn xem. Như hữu đạo nói, đã đi tới bước này thì không đơn giản vậy, có thù hay không tạm gác sang một bên, chỉ nói một điều, nếu hắn tìm ta đàm hòa thì ta sẽ tin tưởng hắn chịu bỏ qua chuyện cũ sao. Ta dám để hắn ngồi lớn sao, hắn cũng nghĩ ta như vậy, Nam Châu, Phủ Thứ Sử đến giờ cơm thương chiêu tông tạm buông công vụ đi phòng dùng cơm mông sơn minh thương thục thanh phượng nhược nam đều ở còn có la đại an những người này ăn cơm cũng ngồi chung bàn mông sơn minh vốn không chịu nhưng thương chiêu tông mãnh liệt yêu cầu la đại an có thể ngồi ăn cơm ở đây đương nhiên là vì theo mông sơn minh quan trọng nhất là hưởng theo đặc quyền của phụ thân la an đã chết người sống nên làm điều gì đó cho phụ thân của gã còn về phượng nhược nam thì thương chiêu tông không muốn ngồi chung bàn với nàng y không chịu được người bên cạnh mình đều khuyên nhủ, dường như đều đứng về phía Phượng Nhược Nam. Trừ mông sơn minh không thể đứng lên ra những người đang ngồi đều đứng dậy. Thương Chiêu Tông quét mắt qua mọi người nhưng không ngừng lại trên người Phượng Nhược Nam. Thương Chiêu Tông phát hiện bị thiếu người bèn hỏi, Lam Tiên Sinh và Tiểu An đâu? Cứ tưởng hai người ở cùng Thương Chiêu Tông nhưng giờ mới biết không phải, mông sơn minh sai là Đại An. Đại An, đi xem Lam Tiên Sinh, là Đại An ôm hai thanh thương không buông chạy ngay ra ngoài. Vâng chốc lát sau la đại an chạy về nói vương ra lam tiên sinh mời vương ra đi ra ngoài một chốc thương chiêu tông hơi giật mình sau đó bước nhanh ra la đại an khom người nói nhỏ vào tai mông sơn minh rồi đẩy ông ra ngoài thương thục thanh thấy có chuyện bên mình xảy ra chuyện gì sẽ không né tránh nàng thế là đi theo ra trong phòng chỉ còn một mình phượng nhược nam buồn bã không có ai khác lam nhược đình kêu người ra ngoài chắc chắn là né tránh nàng phượng nhược nam bây giờ gầy không ra hình người còn đâu thần thái nữ tướng quân năm xưa, một thân công phu cũng bỏ quên không luyện. Sau thảm kịch năm đó thương chiêu tông ngủ riêng, y thậm chí mang theo mỹ cơ mà nhà nàng tiến hiến lượn lờ trước mặt nàng. Hai mỹ cơ vì phủi quan hệ với Phượng gia nên cố gắng nịnh nọt thương chiêu tông, lên mặt với nàng. Phượng Nhược Nam biết nếu không có thiên ngọc môn chấn thì thương chiêu tông đã sớm bỏ nàng. Phượng Nhược Nam bị hai mỹ cơ ức hiếp nhưng không hé răng, nàng biết nếu nói cho thương thục thanh thì chắc chắn thương thục thanh sẽ bênh vực nàng, nhưng nàng không nói không tố khổ với ai phượng nhược nam không nói người hầu trong phủ dù biết cũng không nói ra ai chẳng biết phượng gia suýt hại chết vương gia đều biết vương gia bất mãn với vương phi nhà này tôn ý muốn của thương chiêu tông lên hàng đầu đám người hầu sau lưng hơi bất kính với phượng nhược nam nhà mẹ đẻ cũng biết phượng nhược nam sống khổ sở bên nhà trượng phu nhưng chuyện giữa phu thê không gây ồn ào không đánh nhau thiên ngọc môn làm gì được Bành hữu tại chỉ có thể sai người nói đi nói lại với Phượng Nhược Nam là muốn đưa nàng đi. Nhưng Phượng Nhược Nam không đi, nhà mẹ đẻ muốn giết trượng phu của nàng, kết quả trượng phu giết hai ca ca của nàng. Khi đó Phượng Nhược Nam không chọn đứng về phía ai, bây giờ nàng cũng sẽ không chọn, mặc kệ thương chiêu tông đối xử với nàng thế nào thì nàng chấp nhận sống như vậy, như khối gỗ mục qua một ngày hay một ngày. chương 799, Nhường Nam Châu lại hai Trong đình viện, Lam Nhược Đình chắp tay chào. Vương gia, mông soái quận chúa lam nhược đình rút phong thư ra khỏi ống tay áo đưa cho thương chiêu tông nói nhỏ đạo gia gửi thư đến vừa nghe là thư của nghiêu hữu đạo thì mắt thương thục thanh sáng người nhìn chằm chằm thư trong tay ca ca thương chiêu tông nhận thư mở ra xem chợt biểu tình thay đổi mắt tràn ngập nghi ngờ đưa thư cho mông sơn minh xem mông sơn minh đọc xong cũng giật mình sau đó đưa thư vào tay thương thục thanh nội dung trong thư đại khái là thiên ngọc môn sắp biến khỏi nam châu đi bắc châu Đại Thiên Sơn ở Bắc Châu sẽ đến Nam Châu thay thế Thiên Ngọc Môn, khi đó có người đến trước khống chế cục diện, kêu bên Thương Chiêu Tông sẵn sàng phối hợp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó tin nổi. Thương Chiêu Tông nói nhỏ: "Thiên Ngọc Môn sắp đi, tại sao chúng ta ở chung với người Thiên Ngọc Môn mà không nhìn ra chút khác lạ gì?" Mông Sơn Minh nói: "Vị đạo gia kia luôn như vậy, không đến phút cuối cùng sẽ không dễ cho đối thủ biết con bài tẩy, không cho đối phương có cơ hội lật ngược bàn cờ." Đạo gia đã sắp xếp như vậy thì chắc có bố trí riêng vương gia cứ phối hợp là được. Đã gây với thiên ngọc môn đến mức này, đuổi thiên ngọc môn đi xa Nam Châu có lợi không có gì hại cho chúng ta. Lam nhược đình cảm khái, làm lớn thật, không thấy gợn sóng gì đã buộc thiệu bình ba trốn khỏi Bắc Châu, giờ còn sắp đuổi thiên ngọc môn ra Nam Châu, việc nào cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ biết hắn đi ra ngoài một chuyến đã lặng lẽ làm xong việc, không hiểu nổi sao hắn làm được, ta thật phục vị này. Thương Chiêu Tông nói, theo như trong thư nói chẳng qua đổi chỗ, mấy năm nay Bắc Châu kinh doanh không tệ, Thiên Ngọc Môn không mất mát gì. Lam Nhược Đình hỏi ngược lại, không mất mát gì, vị đạo gia này không hiền gì, vương gia đã quên lúc trước đạo gia thầm khiến chúng ta chiêu hàng thiệu đăng vân sao. Cơ mặt thương chiêu tông co giật, chợt phản ứng lại, lúc trước thương chiêu tông cứ nghĩ cách thật xa chiêu hàng thiệu đăng vân không có ý nghĩ gì lớn, chưa biết chừng còn trọng yến đình chó cùng rứt rậu, giờ mới hiểu thì ra đảo hố sẵn chờ thiên ngọc môn. Mông Sơn Minh nhẹ gật đật cảm khái, thượng binh phạt mưu, không chiến mà phục người, vị đạo gia này thật sự giỏi giang lật tay là mây trở tay là mưa. Vương gia được đạo gia trợ giúp là phúc của vương gia, sánh bằng bách vạn hùng binh. Thương thục thanh nâng thư lắng nghe mọi người khen ngợi, nàng cảm giác như người được khen là mình, lòng tràn ngập ngọt ngào. Trong đầu thương thục thanh nhớ đến bóng người ngồi trên bàn trang điểm để nàng trải tóc, không biết ngày nào mới gặp lại nhau được. Tiêu giao cung, trong ngọc điện quỳnh lâu thấp thoáng phồn hoa như gấm, bành hữu tại ngồi một mình thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Bành hữu tại thầm lấy làm lạ, không hiểu vì sao tiêu giao cung đột nhiên khẩn cấp chiêu mình đến, làm ông phong trần mệt mỏi chạy gấp đến. Trong quỳnh lâu, cửa điêu kim miêu sơn bỗng mở ra, Long hưu cung chủ tiêu giao cung dẫn theo mấy người đi ra. Bành hữu tại đứng lên hành lễ ngay, chào cung chủ, long hưu cười tay ấn không khí ra hiệu bành hữu tại ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ghế. Long hưu cười nói, bắt người từ xa xôi chạy tới, vất vả rồi, bành hữu tại khách khí nói, nên làm, không biết cung chủ chiêu tại hạ tiến đến có gì sai bảo. Long Hưu hỏi, bên Nam Châu còn chưa giảng hòa với Ngưu Hữu Đạo, thương chiêu tông sao? Bành Hưu tại vội nói, không ảnh hưởng đại cục Nam Châu. Long Hưu bỗng dừng ném ra một câu, Đại Thiền Sơn bên Bắc Châu có quan hệ khá tốt với Ngưu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn có ý nhường Bắc Châu cho Thiên Ngọc Môn, ngươi thấy sao? Bành Hưu tại kinh ngạc nghi ngờ hỏi, tại hạ ngu muội, ý của cung chủ là? Long Hưu nói, Bắc Châu muốn trở về với nước Yến, Đại Thiền Sơn lạc đường biết quay lại, hành động này có công lao, Đại Thiền Sơn đã nhường Bắc Châu, chúng ta không thể bạc đái. Vậy đi Thiên Ngọc Môn các ngươi hãy nhường Nam Châu lại cho Đại Thiền Sơn, giao Bắc Châu cho các ngươi. Bành hữu tại giật mình đứng bật dậy, đề nghị quá đột ngột. Cái này, Long Hưu nhíu mày hỏi, như thế nào, người có ý kiến? Bành hữu tại nói, bên nước Hàn trả giá lớn đấu với nước Yến chỉ vì Bắc Châu, sao chịu từ bỏ dễ dàng thiên ngọc môn ta rời đi chẳng phải là đặt mình vào chiến tranh chém giết ngay sao. Long Hưu nói, ngươi lo nhiều rồi, Bắc Châu là Đại Thiền Sơn và Thiệu Thị cùng trở về, giao tiếp bình ổn, các ngươi đi qua đó trực tiếp nhận là được, không có nội loạn và chống đối. Người ngựa Bắc Châu và Triều Đình một lòng cùng đối kháng bên ngoài, dù nước hẳn có bất bình thì sao? Chẳng lẽ muốn cứng rắn cướp, bành hữu tại không chịu bỏ nơi đã kinh doanh cơ sở, chắp tay hỏi. Dám hỏi cung chủ là bên tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn đã biết chưa? một giọng nói từ sau cửa truyền đến. Đây là chúng ta đã bàn bạc rồi, một châu đổi một châu, thiên ngọc môn không mất mát gì. Cánh cửa điêu kim như sơn lại mở rộng, hai người đi ra. Đây là hậu quả sau khi bên đại thiền sơn và nước Hàn đàm phán tan giã. Cùng lúc đó ba đại phái nước Yến chuẩn bị sẵn người chờ ở Nam Châu, ngoài phủ thành Bắc Châu đột nhiên vào thành mạnh mẽ tiếp nhận bảo vệ thương chiêu tông, thiệu đăng vân. Người của thiên ngọc môn bảo vệ nhóm thương chiêu tông không kịp trở tay, chưa rõ tình huống thế nào nên không dám đối kháng lại người do ba đại phái cử đến, cộng thêm thương chiêu tông phối hợp, người thiên ngọc môn trơ mắt nhìn quyền khống chế nhóm thương chiêu tông chắp tay cho người khác. Giao tiếp Bắc Châu không thể xong ngay trong một lần, Nam Châu loạn, Đại Thiền Sơn có đồng ý phối hợp hay không là cả một vấn đề. Ba đại phái không muốn lúc này xảy ra trục trặc gì, thương chiêu tông liên quan đến sự ổn định của Nam Châu, y không thể xảy ra chuyện. Nên phải bảo vệ thương chiêu tông trước tiên, phòng ngừa thiên ngọc môn không cam lòng làm bậy người đã nằm trong khống chế của đối phương, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà hợp lý khiến người không có lời nào để nói cũng không lạ gì. Nhanh chóng tiếp nhận bảo vệ Thiệu Đăng Vân cũng vì ổn định cục diện của Bắc Châu, vừa là vì sự yên ổn của Bắc Châu tạm thời không rời Thiệu Đăng Vân được, cũng vì sợ Đại Thiền Sơn đổi ý, thừa dịp Đại Thiền Sơn không chống cự nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động. Bên này cũng không muốn nhận lấy Bắc Châu hỗn loạn không chịu nổi. Không hành động thì thôi, vừa ra tay là động mấy chỗ. Các nơi Nam Châu có hàng tá tu sĩ dục ngựa lao nhanh suốt đêm. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cầm danh sách thương chiêu tông đưa, nhận chỉ thị của Ngưu Hữu đạo mặt ngoài để lại vài người trông chừng tông môn như cũ, ba phái âm thầm dốc hết lực lượng khẩn cấp đi các nơi bảo vệ một số thuộc hạ thân tín, nhân viên quan trọng của thương chiêu tông. Mục đích là sợ Thiên Ngọc môn vì thù mới hận cũ cố ý để lại mớ bòng bong cho thương chiêu tông. Phải thừa dịp Thiên Ngọc môn không phản ứng lại, bên mình cùng người của Thương Chiêu Tông nội ứng ngoại hợp ngăn cách nhân viên quan trọng với Pháp Sư được Thiên Ngọc Môn phái đến. Không phải muốn khai chiến với Thiên Ngọc Môn, nhưng nếu đệ tử Thiên Ngọc Môn dám chống đối thì ba phái đành cứng rắn va chạm. Như Hữu Đạo đã nói rõ với họ là Thiên Ngọc Môn sắp bị đá ra Nam Châu. Vừa khống chế được Bắc Châu, Đại Thiền Sơn cùng Thiệu Đăng Vân liên hợp phát ra thanh minh ngay, nói Bắc Châu đã là lãnh địa của nước Yến. Có thể nói công khai cắt đứt danh phận với nước Hàn. Yến Kinh, trên chiều đường, Thương kiến hùng gióng ra công bố tin vui cho quần thần, quần thần sao động vui mừng. Với một số người thì lại có thịt mỡ để chia, tin tức truyền ra, Nguyên Yến kinh gieo vui hân hoan, các sĩ tử mở tiệc chúc mừng, không biết bao nhiêu người uống say mềm hoặc rơi lệ nước nở, lòng dân phấn chấn. Bên nước Hàn thì tức giận lên án công khai, triệu tập đại quân trực chờ tấn công. Bên nước Yến bày ra trạng thái ứng cấp, thiệu đăng vân điều binh khiển tướng ứng đối. chương 800, phong vân loạn thế người loạn thế ba đại phái nước yến đã nhanh chóng truyền tin cho các phái trong nước triệu tập nhiều tu sĩ chạy đến bắc châu trấn nhiếp sẵn sàng liều mạng với nước hàn nếu bọn họ dám dục dịch thiên ngọc môn quá bị động không hề chuẩn bị trước không chuẩn bị sẵn làm điều gì khiến ba đại phái kiêng rè thiên ngọc môn bị người ta xuống tay trước dù không cam lòng đành phải chấp nhận hiện thực làm theo ba đại phái dặn chia nhóm di chuyển đương nhiên vì an ủi thiên ngọc môn nên ba đại phái nhường bước một chút miễn phần cung phụng kèm theo lúc trước Thiên Ngọc Môn đưa tặng để giành lấy Nam Châu. Với ba đại phái thì sau này thua tiền Nam Châu nhiều chút không lỗ, kiếm được cả danh và lợi. Mặt trời chó trang, phòng ân thái mang theo một số người rút lui đến chân núi, ngoái đầu nhìn kiến trúc nhà mới sửa lại không lâu. phong ân thái thì thào, lão để có thủ đoạn thật giỏi, người thì thích rồi. Đối với cao tầng thiên ngọc môn mặc kệ có phải là một châu đổi một châu hay không trong lòng đều biết họ thua thảm trên tay như hữu đạo, bị hắn đá ra Nam Châu nhân viên Đại Thiền Sơn chia nhóm di chuyển hướng Nam Châu. Hai bên đều không thể nào gom hết lực lượng rời đi đào rỗng Hai Châu. Bên Nam Châu ít nhiều hơi hỗn loạn, một số nhà giàu bị ăn cướp, vào nhà cướp đi nhiều tài vật. Một số người ngầm hiểu hung thủ là ai, trước khi đi người ta muốn lấy chút của cải dần túi, miễn không làm quá đáng thì người khác chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Những người nhà giàu xui xẻo khóc lóc, người Yến Kinh đang gieo vui hân hoan không nhìn thấy, bỏ qua nỗi đau của số ít. Triều đình nước Yến nhanh chóng phái ra nhiều quan viên đi Bắc Châu nhậm chức. Thiệu Đăng Vân không chịu buông bỏ binh quyền nhưng giao ra quyền to chính vụ địa phương, lúc trước đã hiệp thương về việc này rồi. Không biết bao nhiêu người nổi lên vui buồn yêu giận, Bắc Châu đối mặt hiện thực không thể không thừa nhận đám quan viên được Yến kinh phái đến năng lực trị lý Bắc Châu kém xa Thiệu Bình Ba, ít người muốn làm việc nghiêm túc, càng nhiều là ôm mục đích cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân để phát tài. Khi Thiệu Bình Ba chấp chính Bắc Châu thì tâm ngoan thủ lạt khi loạn thế thì đối xử ưu đãi, giữ nếp cân bằng. Tham hủ hầu như mất tích trong tay thiệu bình ba có dấu hiệu ngóc đầu trở lại. Sau đó một tay thiệu bình ba tạo dựng cảnh tượng phồn vinh ở Bắc Châu không lâu sau bị đám người này ăn sạch. Khi mới xảy ra vụ việc tin tức truyền đến nước tấn, thiệu bình ba ngồi sau bàn hộp máu dính bàn, phụt, hai tay thiệu bình ba chống mặt bàn muốn đứng dậy nhưng không nổi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Thiệu bình ba rút bao nhiêu tâm huyết vào Bắc Châu, tự tay gầy dựng từng chút một bây giờ nó quay về nước Yến, tương đương với tâm huyết và tuổi xuân trả giá mấy năm qua đều tan biến. Thiệu Bình Ba từng nghĩ đến không giữ được Bắc Châu nhưng không ngờ là cách này, giờ đây y đã hiểu cái cục nghiêu hữu đạo bày ra. Thiệu Bình Ba cứ nghĩ tuy mình đi nhưng Thiên Ngọc Môn còn ở Nam Châu, y sẽ không để nghiêu hữu đạo vừa lòng đẹp ý. Không ngờ thành ra thế này, không đợi y thở dốc sự việc đã xong. Thiệu Bình Ba còn liên hợp với Thiên Ngọc Môn đối phó nghiêu hữu đạo, ai ngờ một tay hắn buộc y xa xứ, giơ chân đến phía nam đá văng thiên ngọc môn, trước mắt phá thế liên hợp của họ. Người ta ở trong Nam Châu, vừa đi ra đã đánh cho thiệu bình ba không có sức đánh trả. Như hữu đạo với tư thái thắng hoàn toàn tùy ý dẫm đạp tâm huyết nhiều năm của y, như cái tát tai đau điếng nhục nhã y. Đứng càng cao té càng đau là đây, thái thúc hùng mới nâng thiệu bình ba lên cao, khi mọi người đều nhìn thấy y thì đột nhiên bị chụp xuống cái mũ thua thảm, cho những người nhìn y thấy rõ. Môi thiệu bình ba dính máu, đôi mắt cháy lửa, như tặc, người chờ đấy thiệu tam tỉnh kinh kêu đại công tử thiệu tam tỉnh quay đầu hô to người đâu người đâu thấy tu sĩ lao vào thấy vậy giật mình không biết chuyện gì xảy ra nhanh chóng tiến lên cứu chữa phủ thiên vi huyền vi ngồi sau bàn xem tấu xong thổn thức lắc đầu xem ra tiểu tử nghiêu hữu đạo này đúng là có cách chỉ thiệu bình ba đường nhi ở bên cạnh nghe ngạc nhiên nhìn lại huyền vi quay đầu mỉm cười với đường nhi đưa tấu trương cho nàng xem bắc châu về yến Đường Nhi đọc xong sững sờ, hỏi dò, là Nghiêu Hữu Đạo làm. Huyền Vi cười nói, theo như tình huống bản cung nắm giữ thì các loại dấu hiệu đều chỉ hướng hắn, không phải hắn làm còn ai nữa. Bắc Châu về Yến Nịnh ba đại phái nước Yến vui vẻ, ép Thiệu Bình ba rời đi, đá Thiên Ngọc Môn dây dưa Nam Châu đi. Thiên Ngọc Môn cực khổ vất vả ở Nam Châu kết quả làm giá y cho người, trưởng phu cũ của người rất lợi hại. Tây Môn Tinh không lại gần rút tấu trương khỏi tay Đường Nhi, đọc xem. Đường Nhi hơi ngây người, thật sự là thiếu niên lười biếng dưới cây đào làm việc này. Trình độ phiên vân phúc vũ ghê gớm đến mức này, huyền vi vốn định kêu đường nghi liên lạc với nhiều hữu đạo, lôi kéo quan hệ gần bên bà, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng lời đến bên môi thì ngừng, đường nghi chủ động bỏ nghiêu hữu đạo, giờ kêu nàng liên lạc với hắn có thích hợp không? Huyền vi thầm buồn bực, hơi nghi ngờ phải chăng từ trước nghiêu hữu đạo đã đề phòng bà, nhân tình là một nhẽ, chuyện nào ra chuyện đó, đừng dây dưa không rõ. Hơn 10 kỵ sĩ chạy nhanh trên đường cái, một con kim xí đáp xuống không lâu sau các kỵ sĩ ghim cương ngựa lại. Trình viễn độ phong trần vất vả đọc thư từ tông môn, ngây người ngoái đầu nhìn mặt trời dâng lên từ đường chân trời. Khi biết nhiều hữu đạo ở tề kinh thì đoàn người chạy đi tề kinh, giờ đang trong biên cảnh nước triệu, ai ngờ tông môn đột nhiên truyền tin biến động lớn vậy. Bắc Châu có biến, thiên hạ rung động, dưới mái hiên, quản phương nghi nhìn nhiều hữu đạo đứng song song với mình, nói. Hình như bên nước Hàn đã tập kết đại quân, nhiều hữu đạo không cho là đúng, Nguyên Bắc Châu đã nằm trong tay nước Yến, muốn cứng rắn cướp về không dễ vậy, nước Hàn không làm ra vẻ thì không xuống đài được. Cùng lắm xung đột nhỏ, họ không thể nào dồn hết sức mạnh cả nước chiến với nước Yến, chưa đến tình trạng đó, làm bộ làm tịch mà thôi. Quản phương nghi chớp chớp mắt, tức là người được như ý muốn, mặt ngoài rừng rưng chứ trong lòng vui như mở cờ phải không? Nghiêu Hữu đạo cầm kiếm đâm nền đá, nói, có gì hay mà vui, có lẽ là tạo nghiệt, thiệu bình ba đúng là nhân tài hiếm có, ta luôn chú ý biến đổi mấy năm nay của Bắc Châu, bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bàn về trị lý Bắc Châu thì ta không xứng sách dày cho hắn. Nếu không phải biết hắn sớm muộn gì cuốn Bắc Châu vào lửa chiến thì ta sẽ không xuống tay với Bắc Châu. Phong vân loạn thế, người loạn thế, chỉ hy vọng loạn thế nhanh chóng kết thúc. Quản phương nghi mơ hồ nghe nghiêu hữu đạo nói, vì tranh lệch về suy nghĩ nên cái hiểu cái không, trong quan niệm của bà thì đời nên như vậy rất nhanh liên tiếp có khách quý tới chơi, sứ thần tống, triệu, vệ ở tề kinh đều đến bái phòng Ngưu Hữu Đạo, bọn họ nhiệt tình, lễ độ mà thân thiện. Ngưu Hữu Đạo tiếp khách, đồng ý các nước mời đến nước họ chơi, nói gì mà có rảnh chắc chắn sẽ đi. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa phỏng trừng canh đúng lúc rảnh đến. Bộ tầm vén rèm xe cười kêu Ngưu Hữu Đạo đứng đón trước cửa. Lên xe, Ngưu Hữu Đạo hỏi dò, đi đâu, bộ tầm nói, vào cung, bệ hạ triệu kiến, phù phương viên, Độc Cô Tĩnh sải bước đi vào mảnh rừng trúc u tĩnh, đến gần Ngọc Thương đang tản bộ. Độc Cô Tĩnh bẩm báo, theo tin truyền từ bên Nam Châu, Bắc Châu thì Thiên Ngọc Môn đúng là đã rút khỏi Nam Châu, Đại Thiền Sơn cũng rút ra Bắc Châu, hai bên sắp trao đổi địa bàn. Thiên Ngọc Môn thật sự sẽ rời khỏi Nam Châu, Ngọc Thương dừng bước vuốt dâu tiểu tử này, Ngọc Thương trầm ngâm một lúc dường như đặt quyết tâm, thả ra tin tức công tử bái sư, chương 801, tự do, biến cố của Nam Châu là việc lớn, như hữu đạo vốn nên trở lại nhưng hắn không quay về tỏa trấn theo dõi thời hạn ba ngày trôi qua ngọc thương không vội kêu người về bởi vì hai bên đàm phán có điều kiện này bên ngọc thương chờ xem như hữu đạo có thực hiện lời hứa hắn có thể đuổi thiên ngọc môn ra nam châu không có thể biểu thị có sức ảnh hưởng tuyệt đối với nam châu không nói trắng ra là muốn xem như hữu đạo có thực lực đó không có thực lực hợp tác cùng hiểu nguyệt các không độc cô tính lĩnh mệnh rõ Ngọc Thương xoay người phất tay mang theo độc cô tính cùng rời khỏi rừng trúc đi tới tòa đình viện tu tính nhã trí nhất phủ phương viên, cũng là chỗ ở ngày xưa của quản phương nghi, nay là nơi ở cho hai mẫu tử trang hồng. Hai sư đồ đứng ở cửa, chờ người bên trong thông báo mới được phép vào. Đi vào gặp trang hồng, Ngọc Thương đuổi người hầu đi. Ngọc Thương hành lễ, nương nương, Ngọc Thương được giữ lại, cũng hành lễ. Thường thì khi Ngọc Thương gặp Trang Hồng sẽ không đơn độc chỉ có hai người, cần tị hiềm. Quốc sư, Trang Hồng nhẹ gật đầu, sốt ruột hỏi, công tử thế nào rồi? Ngọc Thương nghiêm chỉnh trả lời, nương nương yên tâm, mỗi ngày đều phái người đi gặp công tử, công tử khỏe, rất ngưỡng mộ tài hoa của Ngưu Hữu Đạo, chăm chỉ học tập. Trang Hồng có chút tự diễu nói, học tập, thật sự là đi học tập, Ngọc Thương nói, là đi học tập, sau này sẽ lâu dài theo học bên người Ngưu Hữu Đạo, phỏng chừng rất nhanh sẽ cùng Ngưu Hữu Đạo đi Nam Châu nước Yến. Trang Hồng giật mình, sốt ruột hỏi, các ngươi muốn đưa công tử đi, Ngọc Thương, các ngươi muốn làm gì? Ngọc Thương không người chắp tay thi lễ. Nương nương đừng gấp, thật sự là đưa công tử đi học tập. Nương nương, công tử không còn nhỏ, dần trưởng thành, cứ luôn như vậy không phải là cách, công tử cần ra ngoài trải nghiệm sự đời. Nếu nương nương không yên lòng có thể cùng đi, khuôn mặt trang hồng đầy kinh ngạc, đám người này luôn hạn chế bà ra ngoài, họ chịu thả bà đi. Trang hồng không dám tin hỏi, các người thật sự thả ta đi, biểu tình Ngọc Thương nghiêm túc nói, sao nương nương hỏi vậy, những gì chúng ta làm đều vì công tử và nương nương nói thả hay không thì quá lời chúng thần không chịu nổi trang hồng rối rít xua tay sửa miệng quốc sư hiểu lầm ý của ta là ta thật sự có thể cùng công tử đi nam châu nước yến các ngươi không đi cùng sao ngọc thương nói tiên sinh của công tử nói cần cho công tử một hoàn cảnh rộng thoáng chúng ta sẽ không đi quấy dày hy vọng nương nương đi có thể chăm sóc tốt cho công tử trang hồng rất vui vẻ rụt rè gật đầu nói nhi tử của ta đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt quốc sư không cần lo ngọc thương nói có việc cần nhắc nhở nương nương có vài thứ dính líu quá lớn liên quan sự sống chết của nhiều người nếu bị người biết sẽ có nhiều người làm hại nương nương và công tử thứ không nên nói thì đừng lộ ra một chữ nào công tử không dành sự đời có một số việc tạm thời đừng để công tử biết khi nên biết tự nhiên sẽ cho công tử biết trang hồng liên tục gật đầu nói chuyện này không cần ngươi nói ta cũng hiểu ta sẽ không lấy mạng sống của mình và nhi tử ra đùa. Nương nương bảo trọng, cựu thần đi sắp xếp, sư đồ ngọc thương chắp tay không người, cáo lui, ra khỏi sân nhỏ ưu tính, độc cô tính không kiềm được hỏi. Sư phụ thật sự sẽ đưa bà ta đi, ngụ ý là nghiêu hữu đạo không nhắc yêu cầu này, chúng ta cần gì tặng thêm một người cho người ta. Ngọc thương khẽ thở dài, ta cũng không muốn đưa bà ấy đi, thôi, cũng không biết gì nhiều. Quan trọng là công tử, có công tử thì bà ấy mới quan trọng, không có công tử thì bà ấy có ở hay không đều không quan trọng nếu công tử không ở bên này ta giữ đệ muội quả phụ lâu dài ở bên người chăm sóc bị người ngoài biết thì sẽ nghĩ sao hơn nữa ai gặp qua đều biết đệ muội của ta có nhan sắc muốn cho người ta không nói nhảm cũng không khó chờ lâu dài không gặp nhi tử bà ấy nằng nặc đòi gặp ai chẳng bằng cho đi cùng độc cô tính suy tư gật đầu ngẫm lại cũng đúng thân phận của vị kia đặt ở đó đánh thì không được cũng không thể mắng lỡ ba ngày hai đầu ồn ào đòi gặp nhi tử thì đúng là rắc rối thật, còn không bằng buông lỏng chừng mực. Đồng phương viên, Ngọc Thương đưa tiến mẫu tử trang hồng, thấy có mấy con chim to đáp xuống sân thì lại gần như hữu đạo hỏi nhỏ. Người con phi cầm của ta đi đâu rồi? Như hữu đạo không đau không ngứa phủi trách nhiệm, việc đánh giết có tử thương là khó tránh khỏi, chết hết rồi. Chắc ông sẽ không cho rằng đây là nhà của các người đi. Đây là nhà của ta, ông cũng biết trong tay ta có phi cầm. Ngưu Hữu Đạo sẽ không thừa nhận là chúng nó bị mình bắt giữ, hắn còn bị mất ba con. Ngọc Thương nghe đau răng, chợt nhận ra mình tự chuốc khổ. Không nói đến đối phương nói thật hay giả, đến mức này rồi nếu người ta không thừa nhận, người không ấn cổ người ta lên đoàn đầu đài thì đừng mơ phun ra lời thật. Cuối cùng mấy con phi cầm bay vút lên trời, trời cao mây trắng, tề kinh to lớn dần trôi xa bên dưới. Hạ lệnh phái cùng Ngưu Hữu Đạo cưỡi trên con chim hỏi dò. Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu? Trong đám người thì Hạ Lệnh phái mờ mịt nhất, không ai nói rõ sự thật cho gã biết. Nghiêu Hữu đạo thuận miệng qua loa, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, hỏi nhiều làm gì? qua à, Hạ Lệnh phái thầm hét trong lòng, chợt hiểu lão sư đúng là lão sư, mở miệng thành thơ, tùy tiện nói một câu đều ẩn chứa triết lý, làm gã nghiền ngẫm thật lâu. Mặt Hạ Lệnh phái tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ, quản phương nghi siết chặt tay Hạ Lệnh phái, vịn gã không buông, thật sự là kiềm giữ trước khi chưa xác nhận ổn thỏa thì bàn bạc hợp tác không là gì bên mình phải nắm chặt mạng nhỏ của hạ lệnh phái làm Nhiêu hữu đạo ngạc nhiên là có chuyện bắt một tặng một ngọc thương cũng đưa trang hồng vào tay hắn tặng hai mẫu tử hắn không hiểu ông có ý gì nếu không phải xác nhận trang hồng không phải tu sĩ thì Nhiêu hữu đạo không dám nhận bà ngọc thương định phái vài người chăm sóc hai mẫu tử nhưng Nhiêu hữu đạo không ngu giữ lại nhiều tai họa ngầm cuối cùng chỉ đồng ý cho một đệ tử tên quách hành sơn của ông đi cùng nếu không cho người nào theo thì không nói được, bên Ngọc Thương cần có người tùy thời xác nhận mẫu tử có an toàn không, cũng là người liên lạc trung gian. Ngọc Thương chịu đồng ý vì nghĩ an toàn của hai mẫu tử không có vấn đề lớn, bằng vào mặt mũi của ông dù ai ghét hắn thì chỉ cần nhầm vào hắn, họ không cần đụng vào người của ông tự chuốc rắc rối. Chỉ cần nghiêu hiểu đạo không làm bậy thì hai mẫu tử an toàn. Bay trong tầng mây, vẻ mặt trang hồng sung sướng vô cùng, mắt lưu luyến cảnh đẹp trong thiên địa. Mấy năm nay nhìn như bà được hầu nhưng trong lòng biết sự thật là bà bị giam lỏng. Chưa đến 20 tuổi đã ở quá, bị cấm túc đến bây giờ bà mới 30 tuổi, tuổi thanh xuân nhất đời nữ nhân trôi qua trong hưu quạch, lòng quạnh quẽ rất khao khát bên ngoài. Giờ Trang Hồng được thả tự do, lòng vui vẻ không sao tả xiết, như chim bay khỏi lồng tơ vàng. Quản phương nghi ngoái đầu nhìn tề kinh khuất xa, lại rời khỏi tề kinh, trong lòng quản phương nghi cảm khái đã khác lúc lần đầu tiên rời đi. Quản Phương Nghi nhìn hạ lệnh phái bị kiềm giữ trong tay mình, lại nhìn Nghiêu Hữu Đạo đứng phía trước đón Phong Vân, lòng càng cảm khái. Cái gì gọi là năng lực, cái gì gọi là thủ đoạn, suốt con đường này Quản Phương Nghi đã được mở mang kiến thức. Ở vạn thú môn đối mặt các loại nguy cơ ập đến, mặc sóng gió nổi lên vẫn vững vàng ngồi thuyền câu cá. Trong khi Quản Phương Nghi còn ngơ ngẩn thì vị này đã hóa giải nguy nan tám hướng trong vô hình, lật tay kéo thế Phong Vân đánh trả. Hành động trong vạn thú môn quỷ quyệt bắt lấy năm con chim, làm đại thiền sơn phục, truy sát đến Bắc Châu, buộc Thiệu Bình Ba rời đi, lại truy sát Thiệu Bình Ba đến Tề Kinh, lần nữa buộc y chạy trốn tới nước Tấn. Vô tình vạch thân phận Ngọc Thương, bị hiểu nguyệt các truy sát, dù là ai cũng chạy phát giò lên cổ nhưng vị này vòng về Tề Kinh, vào sâu hang hổ, lật tay là mây chờ tay là mưa, lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngược lại bắt lấy hiểu nguyệt các bình an rời đi. chương 802, Long tranh hổ đấu. Trong quá trình bình tĩnh khuấy động Nam Châu, Bắc Châu trời long đất lở, sau cùng phất ống tay áo giạt phong vân Nam Bắc trở về. Thiệu Bình Ba cũng không phải hạng tầm thường, liên hợp thiên ngọc môn xuất khích, trượt tay thì tự nhốt mình chứng minh sự trong sạch, khi nguy cấp xem đại thiền sơn như không có gì, ung dung bình tĩnh thoát thân. Khi bị kẹt trong tề kinh thì dùng chiêu cực diệu hóa giải tình thế nguy hiểm, thế đơn sức mỏng nhưng trêu đùa các nước trong lòng bàn tay, làm bên nhiều hữu đạo truy sát vổ hụt nhiều lần. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi thiệu bình ba như chó nhà có tang mà lại quang vinh được khoác hoàng bào ở nước tấn, từ thất thế trước mắt đảo ngược chiếm được trợ lực càng mạnh mẽ, khiến bên nghiêu hữu đạo ném chuột sợ vỡ đồ, rụt về không dám nhúc nhích, thành thế chưa biết lộc về tay ai. Hai người long tranh hổ đấu, kẻ thua càng mạnh, không rơi vào thế yếu, được thế nước tấn. Người thắng thu lợi, thắng lợi trở về, cũng được đến trợ giúp từ hiểu nguyệt các. Giữa thắng thua thì trong thắng có thắng, trong thua có thắng. Quản phương nghi chợt hiểu ra, cũng nhìn thấy hai người buông tay đấu một trận chẳng những không triệt tiêu đối phương ngược lại đẩy đối thủ lên càng cao, dẫn đến quần hùng thiên hạ chú ý chặt chẽ quản phương nghi một đường đi theo thấy tận mắt không kiềm được khen đối diện hai tiểu tử trẻ tuổi này bà nhiều lần có cảm giác mình sống uổng nhiều năm chuyện khác thì không biết nhưng quản phương nghi hiểu một điều tùy tiện chiêu nào của hai tiểu tử này ấn lên người bà có thể nghiền chết bà không chịu nổi nam châu phủ thứ sử trong hoàng hôn mọi người đi dạo lam nhược đình mang đến một tin tức mông sơn minh nghe xong kinh ngạc hỏi là nhi tử của huynh đệ kết nghĩa của ngọc thương tiên sinh Lam Nhược Đình gật đầu nói, đúng rồi, không sai được, tin tức đã truyền khắp. Có người tự mình tìm đến Ngọc Thương Tiên sinh xác minh, đã xác nhận không sai. Mấy người hai mặt nhìn nhau, danh vọng của Ngọc Thương Tiên sinh không tầm thường, học sinh môn hạ không giàu cũng quyền ở các nước, vậy mà đạo gia thành lão sư của điệt tử của Ngọc Thương Tiên sinh. Mông Sơn Minh lắc đầu cười gượng, đạo gia thật khiến người không lời nào để nói. Lúc này một thân vệ chạy lại bẩm báo, vương gia, Bành Ngọc Lan mẫu thân của Vương Phi ở ngoài phủ muốn gặp mông soái Mọi người ngây ra, mặt thương chiêu tông đen thui, bà ta còn có mặt đến, muốn giết ta nữa sao? Hãy nói là không gặp, một trận biến cố làm chết nhiều huynh đệ, có nhiều người ngày xưa đi theo bên phụ thân của y, sự việc do một tay người nhà thê tử làm, hỏi y nên làm sao bây giờ? Phượng gia giết nhiều huynh đệ của thương chiêu tông, y có thể xem như chuyện không xảy ra, biểu hiện thân thiện với Phượng gia sao? Tất cả huynh đệ sẽ nghĩ sao? nếu muốn thoải mái thì hai bên tốt nhất đừng gặp lại bành ngọc lan tìm đến làm thương chiêu tông thấy mất mặt xấu hổ dù sau đó là trượng mẫu nương của y nếu khắt khe thì mang bêu danh mà tốt với trượng mẫu nương sẽ làm các huynh đệ lạnh lòng mông sơn minh gọi lại do dự nói vương gia nếu đến gặp ta thì chắc có chuyện gì ta đi gặp cũng được thương chiêu tông trầm giọng nói mông bá bá thương thục thanh lên tiếng khuyên nhủ ca để mông bá bá đi xem thử bà ấy muốn làm gì cũng tốt Lam Nhược Đình cũng khuyên, bị mấy người khuyên nhủ thương chiêu tông đành nhả ra, sai người hộ tống mông sơn minh đi. Trong một phòng riêng ở phủ thứ sử, Bành Ngọc Lan yên lặng ngồi, có hộ vệ đi cùng nhưng chỉ cho phép bà vào một mình. Bên phủ thứ sử đã bị Đại Thiền Sơn khống chế, không phải Thiên Ngọc Môn nói gì được nấy, người ta không chịu cho người khác vào thì Bành Ngọc Lan cũng bất lực. Mông Sơn Minh đã đến, Bành Ngọc Lan đứng dậy nặng nụ cười gượng gạo, hơi cẩn trọng chào. Mông Soái, xưa đâu bằng nay, đổi lại trước kia Bành Ngọc Lan không thèm xem Mông Sơn Minh là gì. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nói, Đại An, người đi ra ngoài trước, La Đại An đẩy xe lăng vào, mắt bốc lửa nhìn Bành Ngọc Lan. Từ khía cạnh khác có thể nói Bành Ngọc Lan là kẻ thù giết phụ thân của La Đại An, nhớ cảnh mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt là gã tràn đầy căm hờn nói. Sư phụ, không thể không đề phòng người này, La Đại An làm bộ dáng đề phòng, mông sơn minh nạt, lắm miệng, ra ngoài, La Đại An gục đầu xuống, cầm hai cây thương bước đi. Mông Sơn Minh quay lại nhìn Bành Ngọc Lan, lòng thầm cảm khái. Bành Ngọc Lan bị phế tu vi giả đi nhiều, tiểu tụy nhiều, mái tóc đen nhánh đã bạc nửa đầu. Hắn còn trẻ, mong phu nhân đừng chấp nhặt với hắn. Bành Ngọc Lan gượng gọa nói, không sao, là ta mạo muội quấy rầy mông xoái. Bành Ngọc Lan không biết là đại an, không rõ cơn giận của gã từ đầu nhưng tất cả quy kết về chuyện năm xưa. Mông Sơn Minh nói, mời phu nhân ngồi, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói thấy mông sơn minh hiền hòa nho nhã bành ngọc lan tạm buông nỗi bất an chậm rãi ngồi xuống phu quân thấy bành ngọc lan trần trừ không nói nên lời ông chủ động hỏi phu nhân đến đây vì vương phi không chỉ mình mông sơn minh nghĩ vậy thương thuộc thanh lam nhược đình giúp đỡ khuyên thương chiêu tông cũng nghĩ như thế cho nên họ mới khuyên nhủ y nhắc đến nữ nhi làm mắt bành ngọc lan đỏ hoe mặt xấu hổ lắc đầu nói mông soái ta sai rồi năm xưa ta bị ma quỷ che mất hại nhi tử của mình cũng hại nữ nhi nhưng mông soái nhược nam thật sự không biết chuyện đó nàng từ đầu tới đuôi không tham gia cái gì chuyện đi xô thật sự không liên quan nàng có một số chuyện không đến phút cuối thì vẫn chấp mê bất ngộ trước khi thiên ngọc môn rút khỏi nam châu bành ngọc lan vẫn chìm đắm trong thù hận nhi tử bị giết mãi khi thiên ngọc môn bị bên thương chiêu tông đá ra nam châu năng lực quá mạnh đánh thức bành ngọc lan thiên ngọc môn cũng không làm gì được thương chiêu tông thì bà có thể làm sao ít nhất trước mắt bà không có cách nào Thiên Ngọc Môn bắt đầu di chuyển Bành Ngọc Lan mới nghĩ đến mình còn nữ nhi trong tay thương chiêu tông, đầu óc tỉnh táo mới nhận ra có lỗi với nữ nhi. Bành Ngọc Lan tìm đến Bạch Giao hỏi thăm Phượng Nhược Nam sống thế nào. Bạch Giao không nói nhiều, chỉ hỏi bà cảm thấy sao. Rồi thêm một câu, nàng không muốn qua lại với người Thiên Ngọc Môn, cơ khổ không chỗ dựa, gầy không thành hình người. Khi ấy tâm tình của Bành Ngọc Lan khó tả, bà bật khóc. Bành Ngọc Lan muốn Thiên Ngọc Môn mang Phượng Nhược Nam đi cùng, nhưng giờ có muốn cũng đã muộn, Thiên Ngọc Môn dồn trọng tâm và sức lực vào bên Bắc Châu nơi họ sắp đặt chân, bên Thương Chiêu Tông đã không bị Thiên Ngọc Môn kiểm soát. Nếu lúc Thương Chiêu Tông còn bị khống chế, dù Phượng Nhược Nam không chịu đi Thiên Ngọc Môn có thể bắt buộc mang đi. Ba đại phái đột nhiên ra tay tham gia trước mắt cách ly Thiên Ngọc Môn với phủ thứ sử, khiến người bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Ngọc Môn có muốn mang người đi cũng không kịp. Không lẽ bây giờ Thiên Ngọc Môn xông vào phủ đệ của Thương Chiêu Tông cứng rắn mang người đi sao? Không có Thiên Ngọc Môn ở bên này giúp đỡ. Bành Ngọc Lan không thể tưởng tượng nữ nhi về sau sống ra sao. Bành Ngọc Lan không còn cách nào khác mặt dày tìm đến. Bành Ngọc Lan biết thương chiêu tông không dễ nói chuyện, sẽ làm y thấy mất mặt càng gây ra mâu thuẫn, nên bà mới muốn gặp mông Sơn Minh. Bành Ngọc Lan biết sức ảnh hưởng của mông Sơn Minh với thương chiêu tông, cộng thêm bối phận và kinh nghiệm của ông, lời nói ra có sức nặng. Mông Sơn Minh bình tĩnh nghe Bành Ngọc Lan nói xong gật đầu nói. Phu nhân không cần giải thích, biết Phương Phi không phải trong một, hai ngày, Ta hiểu con người của vương phi thế nào, nhưng không biết ý của phu nhân là gì." Bành Ngọc Lan lau nước mắt dò hỏi, "Mông Soái có thể nói với vương gia xin vương gia thả Nhược Nam đi không?" Mông Sơn Minh trầm ngâm nói, "Phu nhân có biết rõ thái độ của vương phi không? Ở đây không ai hạn chế tự do của vương phi, lúc Thiên Ngọc Môn ở có hỏi mấy lần, không phải vương gia không cho vương phi đi mà tự vương phi không muốn đi." Thiên Ngọc Môn nên rõ ràng việc này, biết thái độ của vương phi thế nào. Chương 803, đạo gia bành ngọc lan nói biết ta đều biết nên hy vọng mông soái nghĩ cách mông sơn minh khẽ thở dài bảo ta tìm cách thế nào trong chuyện này không lẽ kêu ta nghĩ cách đuổi vương phi ra khỏi nhà đây là chuyện nhân thần nên làm sao vương phi không làm sai cái gì chúng ta chỉ có thể khuyên giải chứ không thể khuyên ly không đợi bành ngọc lan nói gì mông sơn minh giơ tay ngăn lại ta biết tâm tình của phu nhân thứ lỗi ta nói thẳng tính cách bên trong vương phi cương liệt dù ra vương phủ cũng sẽ không đi theo phu nhân để vương phi lưu lạc bên ngoài ngược lại là hại vương phi, nếu bị kẻ khác lợi dụng sẽ liên lụy vương ra. Nếu phu nhân thật sự vì tốt cho vương phi thì nên dùng cách khác. Bành Ngọc Lan vội hỏi, giúp thế nào, xin mông soái chỉ cho ta. Nói đến đây mông sơn minh hơi do dự, bên này có một người nếu chịu ra tay thì có thể giúp vương phi, nhưng không biết hắn có chịu không. Bành Ngọc Lan hỏi dồn là ai, mông sơn minh chậm rãi phun ra một cái tên, nghiêu hữu đảo, Quan hệ giữa hắn và bên ta vừa có sức ảnh hưởng to lớn vừa giữ khoảng cách, không bị quan hệ trên dưới bên ta ảnh hưởng, còn khiến người tất cả mọi người kính sợ, đều tín phục hắn. Mông Sơn Minh không nói sai, Như Hữu Đạo không nợ ai bên Thương Chiêu Tông, ngược lại tất cả người bên y nhận ơn lớn từ hắn. Mấy năm nay Như Hữu Đạo chỉ trả giá chứ không đòi lấy, bất giác đã tích lũy thế rất mạnh ở Nam Châu. Bành Ngọc Lan Á khẩu, bà tin lời Mông Sơn Minh, nhưng quan trọng là, mặt Bành Ngọc Lan chua xót nói: Quan hệ giữa ta và hắn cũng không tốt, nếu mông xoái lên tiếng chắc hắn sẽ nể mặt ngài, có thể nào? Mông Sơn Minh lắc đầu nói, phu nhân, có vài việc chúng ta cũng rất khó xử, không thì đã không cần kêu phu nhân đi cầu hắn. Không nói người khác, phu nhân cũng thấy thái độ của tiểu tử đứng sau lưng ta, phụ thân của hắn từng theo sát bên Ninh Vương, cũng là thuộc hạ của ta, vì cứu ta mà chết trong tay nhi tử của phu nhân, ca ca của Vương Phi. Có một số việc nếu ta ra mặt thì biết ăn nói thế nào với người sống và người đã chết. Đã nói thẳng như thế thì Bành Ngọc Lan nghe thông não, vì vậy không làm phiền Mông Sơn Minh nữa, bà cũng không thể ở đây lâu, từ biệt rời đi. Mông Sơn Minh thở dài nhìn theo Bành Ngọc Lan đi khuất, ông đưa ra gợi ý này cũng vì bất đắc dĩ. Bên ông không thể vì ân oán với Phượng gia mà giết Phượng Nhược Nam đi, cũng không thể đuổi Phượng Nhược Nam đi, dù muốn bỏ nhưng từng có danh phận phu thê, nàng từng là vương phi, như Mông Sơn Minh đã nói với Bành Ngọc Lan, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng sẽ liên lụy bên Thương Chiêu Tông quận thanh sơn nhà tranh sơn trang sơn trang đã dọn dẹp sạch sẽ lại có người quét dọn một đám hòa thượng đến dọn dẹp đám hòa thượng nam sơn tự trở lại viên phương thay áo tăng chỉ huy cái này cái kia phải dọn sạch sẽ người ba phái luôn đến dọn dẹp nhưng viên phương chưa đủ sạch ba bóng người đáp xuống ngoài sơn trang phí trường lưu hạ hoa trịnh cửu tiêu đi vào thấy người dọn dẹp tìm đến viên phương phí trường lưu hỏi khi nào nghiêu hữu đạo trở về đột nhiên phát hiện đám người viên phương trở lại nhóm ngũ lương sơn biến mất cũng quay về trưởng môn ba phái hiểu rằng nàng sắp về vì vậy hai ngày qua ba người một ngày chạy tới thăm chừng vài lần hỏi đi hỏi lại kết quả viên phương nhe răng cười chỉ nói một câu ta làm sao biết a à, viên phương vô tình nhìn trời sau đó ngây người phí trường lưu trịnh cửu tiêu hạ hoa quay đầu nhìn bốn con chim bay vụt qua bầu trời xoay vài vòng rồi đáp xuống bốn con chim xà xuống đỉnh viện một đám người nhảy xuống, còn ai ngoài nhóm như hữu đạo. Viên phương cười kêu lên, đạo ra, viên phương hất áo tăng chạy nhanh đến, cái đầu trơn sáng bóng. Đám tăng nhân dọn vệ sinh cũng đứng thẳng chắp tay đón chào. Như hữu đạo đánh giá viên phương từ trên xuống dưới, quăng cho câu đánh giá. Người mặc thế này dễ xem hơn. như hữu đạo nhìn bốn phía, thấy Sơn Trang vẫn như cũ thì vừa lòng gật đầu. Ba vị trưởng môn đến gần, hạ hoa cười kêu lên, đạo ra, Hạ Hoa chính thức sửa miệng tôn xưng làm phí trường lưu và trịnh cửu tiêu lướt nhau. Hai người cùng chào, đạo gia, như hữu đạo cười tủm tỉm đánh giá ba người một lúc, sau đó nói. Gần đây vất vả các vị, Hạ Hoa cười khúc khích, nên làm, Hạ Hoa chạy lại kéo cánh tay quản phương Nhi, nói cười vui vẻ. Ba vị trưởng môn trò chuyện một lúc với như hữu đạo, hắn giới thiệu nhóm người trang hồng làm phí trường lưu, trịnh cửu tiêu, Hạ Hoa trở nên nghiêm nghị. Quản phương Nhi mang nhóm trang hồng đi dàn xếp chỗ ở. Hạ Hoa lại gần cười hỏi, đạo gia, mấy con phi cầm này là của ai? Không chỉ mấy con này, lúc trước ba vị trưởng môn đã phát hiện lúc nhóm công tôn bố trở về rất oách, tám con chim to trong đó có ba con là xích săn điêu, ba người nhìn chảy nước miếng. Giờ thêm bốn con nữa, vẫn chưa hết sao, cảm giác sắp trở thành chi nhánh vạn thú môn. Như Hữu đạo cười nói, đều là của Hồng Nương, ba vị trưởng môn lướt nhau. Như Hữu đạo thuận miệng bổ sung thêm, sau này ba phái có việc gấp có thể mượn dùng ba vị trưởng môn hân hoan dè giặt khách khí hai câu dâng quà lên sau đó sai người mang hai người đến một người chật vật không chịu nổi bị hai đệ tử lưu tiên tông kéo vào sơn trang ấn quỳ trước mặt ngưu hữu đạo đó là tống thư một người khác đi theo đến là trần quy thạc lòng hơi thấp thỏm trần quy thạc không bị bước tới đây sau khi đưa thư đến ba đại phái thì phụng mệnh trở về đến bên này chờ tống thư quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn ngưu hữu đạo lờ mờ đoán được gì nhưng vì chưa từng gặp hắn nên hỏi ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu nói, là ta, chưa từng gặp ngươi nhưng ta quen thuộc nhi tử của ngươi. Người trước mắt quả nhiên là kẻ đã giết nhi tử của gã, lại giết nhị cả của gã, còn diệt cả nhà gã. Tống thư vùng vẫy gầm giống, cầu tặc, phí trường lưu hừ lạnh nghiêng đầu ra hiệu, còn dám mạnh miệng, hai đệ tử lưu tiên tông hành động, muốn cho tống thư nếm mùi đau khổ. Nhưng Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngăn lại, tống thư quay đầu nhìn ba vị trưởng môn, mắng chửi. Đồ tiểu nhân phản chủ, sẽ không chết tử tế được hạ hoa cười khẩy nói phản chủ ngươi tôn tống gia của ngươi lên quá không biết đây là thiên hạ của tu sĩ sao nghiêu hữu đạo không xem trọng tống thư hắn nhìn hướng trần quy thạc hơi cẩn trọng mỉm cười nói mấy năm nay vất vả ngươi rồi làm khá lắm thiệu bình ba không dễ lừa vừa xảy ra chuyện chắc hắn đoán được vấn đề nằm ở đâu ngươi không trở về bên thiệu bình ba được về sau yên tâm tu luyện bên này đi trần quy thạc chắp tay cảm ơn tạ đạo gia tống thư quay sang mắng trần quy thạc uổng ta mù mắt tin tưởng ngươi như vậy mấy năm nay ta có từng bạc đãi ngươi lương tâm của ngươi bị chó ăn sao trần quy thạc đánh trả tống thư thứ người khi sư diệt tổ nhà ngươi còn không biết ngượng nói đến lương tâm tống thư muốn mắng nữa nhưng bị phí trường lưu ra hiệu cho đệ tử kiềm chế không thể phát ra tiếng phí trường lưu hỏi ngưu hữu đạo đạo ra xử trí người này thế nào dẫn người đến trước mặt ngưu hữu đạo hỏi hắn muốn xử trí thế nào là một chuyện cũng nhắc nhở hắn đừng quên công lao của họ trần quy thạc chắp tay nói đạo gia ta nguyện tự tay lấy đầu tập này hai tay nghiêu hữu đạo viện kiếm chậm rãi đung đưa kiếm nhìn tống thư một lúc rồi nhẹ tinh nói đã bắt được hung thủ diệt môn tống gia phái người áp đi kinh thành giao cho triều đình để triều đình xử đi trần quy thạc nghe vậy nóng nảy sợ bị tống thư trả thù đạo gia tống cửu minh có nhân mạch ở kinh thành nếu áp đi kinh thành sợ là nghiêu hữu đạo ngắt lời được rồi cứ làm như vậy đi, con người của ta không thích đánh giết, không thích tạo sát nghiệt, dính máu me. chương 804, có còn nhớ người nợ ta một trường không? Một. Phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu nghe vậy cao mày, hơi không đồng ý lời này nhưng vẫn làm theo lời như hữu đạo, sai người kéo đi. Tống thư bị kéo đi một đường thụt lùi vẫn không quên nhìn chầm chầm, không cam lòng, rất hận năm xưa tống thư không thể ngờ tống gia to lớn bị một tiểu nhân thượng thanh tông làm cho cửa nát nhà tan nếu sớm biết đã giết từ lâu bất đắc dĩ không có thuốc hối hận như hữu đạo không thèm nhìn tống thư cái nào trịnh cửu tiêu do dự nhắc nhở đạo gia vị tiểu huynh đệ này nói không sai trong kinh thành ít nhiều còn có môn sinh bằng hữu cũ của tống cửu minh nếu để hắn trốn thoát một kiếp sợ là sẽ tìm hết cách trả thù lại như hữu đạo thản nhiên nói làm người đừng làm quá tuyệt áp đi kinh thành chờ xem vận mệnh của hắn thế nào có một số suy nghĩ thật sự Ngưu Hữu Đạo không cần nói cho mấy người này biết. Tống Thư tầm thường không đáng lo, Ngưu Hữu Đạo bây giờ còn cần so đo với Tống ra sao. Giết Tống Thư không thể khiến hắn vui gì, bên triều đình nước Yến không ngốc, việc đến hiện giờ đại khái đều biết Ngưu Hữu Đạo là bàn tay đen sau màn vụ Tống ra diệt môn. Hắn đem Tống Thư làm như hung thủ áp đi kinh thành là muốn lấy mạng của gã thử thái độ triều đình nước Yến đối với bên hắn. Lúc trước Nhiêu Hữu Đạo giết Yến Sử, dùng băng tuyết các hù Yến Đình chỉ có tác dụng một chốc bên này trải qua những chuyện đó sao yến đình có thể ngu ngốc không nhìn thấu manh mối thương chiêu tông giật lấy địa bàn nam châu từ tay chu thủ hiền không bao lâu dư ba còn đó triều đình nước yến không cam lòng từ bỏ nam châu đặc biệt là yến hoàng thương kiến hùng người khác thì không có gì nhưng để nhi tử của thương kiến bá chiếm nam châu còn có xu hướng ngồi lớn sợ là thương kiến hùng khó ăn ngủ yên lúc trước không động nam châu vì các loại nguyên nhân thương chiêu tông được triều đình sắc phong là thứ sử nam châu danh chính ngôn thuật Thương Kiến Hùng không thể tát mặt mình ngay được, chỉ đành tạm nhịn nhịn. Thứ hai, Yến Đình không phải kẻ điếc hòa người mù, khi biết bên này đấu tranh với Thiên Ngọc môn thì Triều Đình ngồi núi xem hổ đấu, đang chờ thời cơ ra tay. Yến Đình cũng không ngờ Thiên Ngọc môn bị đá khỏi cuộc chơi bằng cách này, mưu đồ tan vỡ. Giờ ba đại phái trực tiếp nhúng tay vào chuyện Nam Châu và Bắc Châu, hai châu đang giao tiếp hoán đổi. Vì thuận lợi lấy về Bắc Châu tạm thời Yến Đình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chờ những chuyện này trôi qua thì sao? sợ là mưa gió kéo đến. Lúc trước đấu tranh, các loại ồn ào hỗn loạn xét cho cùng là vì Ngưu Hữu Đạo và Thương Chiêu Tông muốn ngồi vững khối địa bàn này. Nay bên trong Nam Châu đã định, hắn bắt lấy thời cơ có lợi nhanh chóng quét sạch một ít cản tay, lấy chuyện thu về Bắc Châu nịnh ba đại phái. Nhưng ngoại an nội, bình ổn bên trong rồi Ngưu Hữu Đạo đặt ánh mắt hướng về triều đình nước Yến, đây là mối uy hiếp lớn nhất hiện nay của Nam Châu, hắn không thể chờ đến khi triều đình nước Yến ra tay mới bị động ứng đối thấy Nưu Hữu Đạo quyết ý làm như vậy, phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa đành thôi. Bây giờ vị này đã tích lũy đủ uy tín đối với ba phái. Uy tín không thể tạo ra trong một chốc mà là từng chuyện thực sinh ra đủ sức chấn nhiếp. Cuộc tranh giành Nam Châu năm xưa nếu Nưu Hữu Đạo có uy tín như hiện nay thì ba phái nào dám lắc lư. Tạm gác chuyện tống thư lại, Nưu Hữu Đạo có sắp xếp khác với ba phái. Đầu tiên là kêu ba phái chọn lựa một ít nữ đệ tử tháo vát chăm sóc sinh hoạt của trang hồng mà kệ có phải là con tin hay không nhưng dù sao là đệ muội của Ngọc Thương, còn là nữ nhân, để nam nhân chăm sóc không tiện, nữ nhân là hợp hơn. Thứ hai, bên hắn sẽ không để quách hành sơn ở trong sơn trang mà xếp cho dưới núi, kêu ba phái cử một ít đệ tử luân lưu theo dõi. Cho phép quách hành sơn mỗi ngày đến sơn trang thăm mẫu tử trang hồng một lần. Ba vị trưởng môn tò mò, vì sao? Không vì sao hết, như hữu đạo kêu họ làm theo. Nói đến chăm sóc thì hạ hoa cười dành việc. Đạo gia, Ta có một đệ tử xem như thông minh lanh lợi, chỗ đạo gia toàn là nam nhân, không cẩn thận bằng nữ nhân. Hàng ngày đạo gia cũng cần một nữ nhân chăm sóc cẩn thận, nếu đạo gia không có ý kiến thì ta kêu nàng đến bên này làm việc vặt. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu tiêu liếc nhau, đại khái biết Hà Hoa nói nữ đệ tử là ai, một nữ đệ tử như hoa như ngọc. Cho dù Hà Hoa không nói gì với nữ đệ tử kia thì bằng vào điều kiện hiện giờ của Ngưu Hữu Đạo đã tràn đầy sức hấp dẫn. Ngưu Hữu Đạo trẻ tuổi, bên cạnh không có nữ nhân nào nếu để một nữ nhân như hoa như ngọc gần gũi thời gian lâu sợ là hai người sẽ củi khô lửa bốc. Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói, không cần làm phiền, hạ hoa cười cười, đạo ra xem người rồi nói đi, bộ dạng không khiến người ghét, tay chân chăm chỉ. Nghiêu hữu đạo khẽ thở dài, vẻ ngoài đẹp càng không được, hồng nương là hũ dấm chua. Lời này chẳng khác nào thừa nhận Nghiêu hữu đạo và quản phương nghi gian díu. Hạ hoa cười ngại ngùng đành thôi, quản phương nghi là thân tín của Nghiêu hữu đạo, không tiện đắc tội. Nghiêu hữu đạo không ngốc, hắn ngầm hiểu nhưng không chọc thùng. Làm người từng trải, nghiêu hữu đạo biết tuổi của mình dễ chọc yêu đương kéo đến, khó tránh khỏi bị người làm mai. Nhưng hồ nước trong tim hắn sẽ không dễ dao động với người nữa, lòng tĩnh như nước lặng. Hắn không muốn dây vào rắc rối, cũng không muốn đắc tội lòng tốt của người, hồng nương tự nhiên thành lá chắn của hắn, trước kia vị trí này là của hắc mẫu đơn. Có lá chắn như vậy cơ bản không ai nhắc chuyện nam nữ với hắn thanh danh bị hồng nương làm hỏng nếu còn người dính vào hắn tức là ôm y xấu. Nói đến hắc mẫu đơn, sau khi trưởng môn ba phái rời đi nghiêu hữu đạo ra sơn trang đến bên nấm mộ dưới cây trên đỉnh núi, hắn tùy tay nhổ mấy cọng cỏ dại, chống kiếm đứng, đưa lưng về phía nấm mộ nhìn ra xa. Quản phương Nhi đến gần từ khi nào? Đang nghĩ gì? Quản phương Nhi không hay biết mình vừa rồi phát huy tác dụng của lá chắn, càng không biết mình luôn là lá chắn của Ngưu hữu đạo. Ngưu hữu đạo thuận miệng qua loa nói, phong cảnh không tệ, Quản Phương Nghi khinh thường nói, si, sơn cùng thủy tận, Quản Phương Nghi bình luận nơi này không có lời nào hay ho, bà đổi đề tài. Phải rồi, ba môn phái này từng nghiêng hướng thiên ngọc môn, có khi nào lại nghiêng về phía đại thiền sơn không? Đã từng có vết xe đổ, có thể tin tưởng không? Nghiêu Hữu đạo nói, làm người có ai không có lòng ích kỷ riêng, đều có sự lựa chọn, đã chọn thì tự gánh lấy hậu quả, bọn họ muốn chọn ai là vấn đề ánh mắt của họ. Không giữ được họ nói lên vấn đề nằm ở chúng ta, là lỗi của ta, không trách được ai. Quản Phương nghi xì một tiếng, nói cũng như không, vương gia gửi thư, biết người trong sơn trang trở lại đoán chúng ta sắp trở về nên hỏi khi nào chúng ta về, chuẩn bị đến gặp ngươi. Nghiêu Hữu đạo bảo, trả lời cho vương gia không cần rắc rối vậy, không lâu sau hoàng liệt sẽ đến phủ thành gặp vương gia, ta cũng cần đến đó gặp mặt. Ngoài ra bên kinh thành vương gia ít nhiều gì có nhân mạch, nên có tai mắt nhiều vương ra chú ý phản ứng của triều đình sau khi Tống Thư bị áp đến Kinh Thành, kịp lúc đưa tin tình huống về chỗ ta. Kêu công tôn bố xếp tai mắt bên Kinh Thành cũng đặc biệt chú ý. Lòng quản phương nghi thiết chặt hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Mấy hôm sau, như hữu đạo đang khoanh chân đả tọa tu luyện trong phòng thì đoạn hổ gõ cửa đi vào bẩm báo. Đạo gia, bành ngọc lan đến, muốn gặp ngài. Như hữu đạo nhíu mày hỏi, bành ngọc lan, bà ta muốn gặp ta làm chi? Phản ứng đầu tiên Bành Ngọc Lan đến báo thù, Đoạn hổ đáp, không biết, chỉ có hai người đi theo bành ngọc lan, thái độ hơi lạ. Lạ, lạ thế nào, ta cũng nói không rõ được, không biết có phải là ảo giác của ta không, cảm giác thái độ hơi thấp hèn. Trường 805, có còn nhớ người nợ ta một trường không hai. Nghiêu hiểu đạo khó hiểu, nhưng tóm lại nên gặp, nhìn xem bành ngọc lan muốn làm cái quỷ gì. như hiểu đạo gặp người trong đình đài chiêu đãi khách, hắn thầm thổn thức. Đã biết bành ngọc lan bị phế tu vi nhưng không ngờ già mau vậy, thái độ cũng rất thấp. Nghiêu hữu đạo nghe nói mấy câu biết ý đồ đến của đối phương, hắn lặng im. Trong ánh mắt mong chờ của Bành Ngọc Lan, Nghiêu hữu đạo từ từ ngước mắt lên liếc hướng quản gia thọ niên của Phượng gia đứng sau lưng bà. Nghiêu hữu đạo không mặn không nhạt hỏi, thọ quản gia còn nhớ năm xưa ngươi nợ ta một trưởng không? Không nhắc tới việc này thọ niên quên mất, nghe nhắc thì nhớ ra. Thọ niên gặp Nghiêu hữu đạo không nhiều, lần đầu tiên đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Khi ấy Nghiêu hữu đạo mới đến Phượng gia quận Quảng Nghĩa, đến cửa cầu hôn cho thương chiêu tông. Phượng Nhược Nam giận quá ra tay nhưng bị viên cương ngăn lại. Phượng Nhược Nam không đánh thắng viên cương nên thọ niên tham gia vào vỗ một trường. Khi đó thọ niên không lấy mạng viên cương nhưng thầm xuống tay độc ác, dù y không chết cũng bị thương nặng, muốn cho đối phương một bài học. Ai biết kết quả hơi bất ngờ, thọ niên thầm dồn sức tổn thương người nhưng bị viên cương chịu đựng được, ông rất ngạc nhiên năng lực chịu đả kích của thân thể y, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Thọ niên nhớ rõ khi đó ánh mắt nghiêu hiếu đạo hung hăng hỏi, lão già kia, có phải chán sống không? Sau đó hắn nhắc nhở, lão nhân ra, ta ghi nhớ một trường này, về sau nếu có cơ hội cũng sẽ cho lão nhân ra nếm thử một trường của ta. Khi đó thọ niên trả lời là, lão nô no chờ. Lúc ấy thọ niên thật sự không để bụng, thường chiêu tông hay nghiêu hữu đạo đều không đáng lọt vào mắt ông. Thọ niên cho rằng đối phương nói mạnh miệng kiếm bậc thang leo xuống, chớp mắt mấy năm trôi qua, đối lập hai bên xưa và nay làm thọ niên thầm thổn thức. Thọ niên biết người ta nhắc đến việc này là muốn tính nợ cũ, gật đầu nói. Nhớ, Bành Ngọc Lan cũng nhớ việc này, lúc trước bà ra hiệu thọ niên ra tay, dối dám nói. Nghiêu hữu đạo, chuyện đó không liên quan quản gia, là ta kêu. Nghiêu hữu đạo lắc đầu nói, không cần giải thích nhiều, các người tự nghĩ đi, ta không miễn cưỡng. Viên cương không có mặt, quản phương nghi nghe ngóng thầm tò mò, cái gì mà nợ một trường bà không biết còn có chuyện cũ như vậy thọ niên nói nếu ngươi có thể hỗ trợ việc của tiểu thư thì lão nô nguyện trả ngươi một trường bành ngọc lan bất an kêu lên thọ niên thọ niên mỉm cười nói không sao đâu phu nhân như hữu đạo không nói nhiều đứng dậy chậm rãi đến trước mặt thọ niên bùm một tiếng vỗ vào ngực ông như hữu đạo xoay người ném lại một câu tiễn khách một trường kia gây ra động tính không lớn thọ niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích bành ngọc lan thở phào Đinh Ninh Nghiêu Hữu đạo đánh cho có, bằng vào tu vi của Thọ Niên chắc chịu nổi một trường nhẹ hắng như vậy. Nghiêu Hữu đạo vỗ trưởng tương đương với nhận lời của Thọ Niên, đồng ý hỗ trợ, làm Bành Ngọc Lan thầm mong chờ. Khi ba người ra sơn trang chân Thọ Niên bỗng mềm nhũn, người lảo đảo. Một người khác đi cùng vội vươn tay dìu, phát hiện người Thọ Niên run nhẹ, giật mình hỏi: "Sao vậy?" Bành Ngọc Lan quay đầu thấy sắc mặt Thọ Niên là lạ, lúc trắng lúc đỏ, chạy lại nâng ông, sợ hãi hỏi: "Chuyện gì vậy?" thọ niên cố chống ra sơn trang cảm giác nửa bên người như rơi vào hầm băng, nửa bên kia như bị nướng trong lửa, có sức mạnh khác nhau làm rối loạn cân bằng thân thể. Thọ niên run giọng nói, trường lực thật bá đạo, mang ta xuống núi đi, tìm một chỗ an tĩnh điều tức. Bành Ngọc Lan và người kia hiểu ngay một trưởng của Ngưu Hữu Đạo nhìn như bình thường thật ra có huyền cơ khác. Vị kia một tay kéo Bành Ngọc Lan một tay nâng thọ niên nhanh chóng lao xuống núi. Lôi Tông Khang tiến khách thấy tận mắt tình hình vừa rồi, khóe môi co giật, có cảm nhận y như thọ niên, biết chuyện gì xảy ra với ông. Trong sơn trang, quản phương nghi theo bên nghiêu hữu đạo tò mò hỏi, quản gia kia nợ ngươi một trưởng là sao vậy? Không có gì, năm đó lão đánh hầu từ một trưởng, ta đã nói sẽ đòi lại. Ha ha, ghi nhớ tới tận bây giờ còn bảo là không có gì. Ngươi ghi hận thật dai, nghiêu hữu đạo không muốn giải thích chuyện xưa đã qua, không tính là ghi hận gì, nhớ thù với thọ niên không có ý nghĩa. Nhưng sự việc vẫn phải tính, nếu năm xưa đánh hắn thì đến bây giờ hắn không cần so đo nhưng bị đánh là viên cương hắn phải cho huynh đệ của mình một lẽ công bằng nghiêu hữu đạo ra tay có chừng mực một trường kia không đến mức lấy mạng của thọ niên nhưng khó tránh khỏi chịu khổ vài ngày sau nhận được đại thiền sơn đưa tin tính thời gian hoàng liệt đại khái đến phủ thành nam châu bên mình cũng xuất phát ba vị trưởng môn phí hạ trịnh mang người đi cùng thiên ngọc môn lăn đi ích lợi của nam châu phải chia lại dù có thể làm chủ hay không thì ba phái vẫn phải tham gia làm chứng kiến. Nhà Tranh Sơn trang một lần xuất động bốn con chim to, đứng thẳng trên cao bay lượn theo gió nhìn xuống đất minh mông, ba vị trưởng môn trên đường cười nói, thầm cảm khái lần đầu tiên được nếm trải cảm giác này. Bay nhanh đường dài, khi bốn con chim xuất hiện trên bầu trời phủ thứ sử Nam Châu kinh động tu sĩ trong phủ bay lên nóc nhà đề phòng. Chờ xác nhận địch ta, chim đáp xuống vườn hoa. Trường lão hoàng thông của Đại Thiền Sơn tạm tỏa chân ở đây cùng như hữu đạo chạm mặt chào hỏi. Những ân oán ở vạn thú môn đã qua, hiện giờ, ít nhất là một thời gian Đại Thiền Sơn chưa đứng vững trong Nam Châu cần giữ quan hệ thân thiết với như hữu đạo. Hoàng liệt chưa đến, phỏng trường sáng ngày mai tới, bên như hữu đạo cố ý đến sớm nghênh tiếp cho hoàng liệt mặt mũi. Như hữu đạo giới thiệu nhóm phí trường lưu cho hoàng thông. Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động thương chiêu tông, thương thục thanh, lam nhược đình, và mông sơn minh đẩy xe lăn tập thể nghinh tiếp đám người hân hoan chào nhau trong giọng nói của thương thục thanh tràn ngập vui vẻ sung sướng mắt sáng lấp lánh đạo gia bất đắc dĩ nghiêu hữu đạo cười khách sáo gật đầu kêu tiếng quận chúa chủ yếu giao lưu với thương chiêu tông mông sơn minh thương thục thanh hơi hụt hẫng nhiều lúc lễ phép chào là phải tự trọng thân phận nhiều người có mặt không đến lượt nàng nói nhiều với nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo ra vẻ ngạc nhiên nhìn bốn phía hỏi sao không thấy vương phi mông sơn minh ngồi trên xe lăn lòng máy độc mi mắt rũ xuống nghiêu hữu đạo lên tiếng nói muốn gặp phượng nhược nam thương chiêu tông đành sai người đi mời chốc lát sau phượng nhược nam đi tới nhìn phượng nhược nam mảnh khảnh khiến nghiêu hữu đạo giật nảy mình nàng gầy ra bọc xương nhớ năm đó nữ tướng quân mặc chiến giáp dương oai trên lưng ngựa dương cung liền bắn nay không còn sót lại chút phong thái nhưng nghiêu hữu đạo không nói nhiều chắp tay lễ phép cúi đầu chào nghiêu hữu đạo chào vương phi quản phương nghi chớp chớp mắt bà biết bành ngọc lan tìm tới cửa nói cái gì bà chờ xem vị này làm cách nào nhúng tay vào chuyện nhà của thương chiêu tông nói thật là thanh quan cũng khó xử việc nhà người ngoài khó xen vào việc nhà quản phương nghi biết nếu nghiêu hữu đạo cứng rắn can thiệp ảnh hưởng việc nhà của thương chiêu tông dễ làm y nghĩ nhiều hoàng thông ở một bên hơi bất ngờ sao xem nghiêu hữu đạo cung kính với vương phi hơn những người khác trong vương phủ hoàng thông đến mấy ngày nay biết đại khái tình huống nhìn ra vương phi không được thích trong vương phủ Lý do là gì thì không khó hỏi tham gia, Phượng gia suýt lấy mạng của thương chiêu tông, có thể tưởng tượng kết quả. Phượng nhược nam cười gượng gạo, hơi khuỵu người hành lễ. Chào đạo gia, như hữu đạo cười vẫy tay, vương phi khách khí, hắn quay sang nói với hoàng thông, có lẽ hoàng trưởng lão không biết, trong những người này thì ta quen vương phi sớm nhất. Năm xưa ta chưa vào thượng thanh tông, vương phi thấy ta phiêu bà thế là ban một khối minh bài có khắc thân phận vương phi cho ta, còn nói ở bên ngoài loạn thế không dễ, nếu không sống nổi thì cầm minh bài đi tìm Vương phi, sẽ cho ta chút tiền." như Mỗ nhớ mãi chuyện này. Chương 806: Hái hoa. Hoàng Thông ồ lên đầy ẩn ý, Nghiêu Hữu Đạo cố ý nhắc chuyện này cho ông dường như muốn Đại Thiền Sơn quan hệ Phượng Nhược Nam đôi chút, ông hơi khó hiểu liếc nhóm Thương Chiêu Tông. Đám người Thương Chiêu Tông lặng im, như Hữu Đạo nói đến giao tình với Phượng Nhược Nam, bọn họ không phải kẻ điếc đều nghe được. Phượng Nhược Nam sống như gỗ mục cảm thấy lòng ấm áp, nàng không ngốc, biết sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo với bên này. Nàng không ngờ hắn sẽ nói lời đó trước bao người, hốc mắt đỏ hoe. Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói một chút rồi quay sang ôn chuyện với nhóm Thương Chiêu Tông, trong phủ tất nhiên chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi, khó tránh tâm sự một buổi. Sau bữa tiệc sắc trời đã tối, Ngưu Hữu Đạo đầy mùi rượu trở về khách viện dành cho mình. Quản sự trong phủ hỏi bên này có gì cần không, Ngưu Hữu Đạo giữ lại quản sự hỏi kỹ tình huống trong phủ. Ánh trăng mê người, thương thục thanh dối rắm thật lâu cuối cùng đến gần tường viện nhưng đi đến bên này rồi do dự nàng quanh đi quẩn lại một lúc muốn vào tìm nghiêu hữu đạo nhưng ngẫm lại một nữ nhân đêm khuya tìm người ta thì kỳ sau cùng nàng xoay người đi sáng sớm hôm sau nghiêu hữu đạo đi ra khỏi sân đi dạo lung tung có người hỏi nghiêu hữu đạo chỉ nói là muốn ngắm cảnh trong phủ không ai dám ngăn cản hắn nghiêu hữu đạo rời đi không lâu sau thương thục thanh tìm đến trần trừ trong đình viện quản phương nghi lắc mông ra khỏi phòng thấy thương thục thanh thì buồn cười hỏi. Quận chúa đến rồi, là tới trải đầu cho đạo gia. Thương thục thanh hơi đỏ mặt nhưng không phủ nhận, hỏi. Hồng nương, đạo gia dậy chưa? Quản phương nghi vui vẻ lại gần. Hắn à, sáng sớm đã dậy, không biết đi dạo tới đâu rồi. Thương thục thanh sửng sốt, nàng đến sớm nhưng vẫn chậm. Trong vườn hoa, hai giai nhân như hoa như ngọc dậy sớm. Người áo trắng như tuyết tên ngọc nương, người mặc áo hồng quyến rũ tên huyền nương hai người là mỹ cơ mà phượng gia tiến hiến cho thương chiêu tông tay cầm cái giỏ tự tay hái cánh hoa người đẹp hơn hoa hai người này hết sức chú ý hầu hạ thương chiêu tông thừa dịp đến mùa mỗi sáng sớm không mượn tay người khác tự tay hái cánh hoa tươi mới mẻ nấu canh cho y làm người bất ngờ là hai nàng gặp một kẻ khiến người mất vui một người hầu đang hái hoa trong vườn tùy tay hái xuống một đóa người thoáng qua rồi ném xuống ném hoa thì thôi đi người này rời bước bên bụi hoa lại hái đóa khác người rồi ném thật là làm hỏng hoa. Hai vị Mỹ cơ thấy thế hờn giận, Ngọc Nương chất vấn, là người hầu của viện nào, người hầu xoay người lại, đó chính là Nghiêu Hữu Đạo, nhưng hắn mặc đồ của người hầu, đội mũ tiểu tư. Nghiêu Hữu Đạo chỉ vào mình hỏi, hỏi ta, mới đến, có chuyện gì không? Nghiêu Hữu Đạo lại bứt đứt hoa tươi tùy tay ném, mới đến, hai Mỹ cơ đã hiểu, hèn gì không hiểu quy củ. Uyển Nương quát, người đâu, mấy tên thủ vệ ngoài vườn hoa nghe tiếng chạy lại. Uyển nương chỉ vào hoa tươi bị làm hỏng, tức giận nói. Kéo thư không hiểu quy củ này xuống dậy dỗ lại, như hiểu đạo sờ chán, lần đầu tiên thấy người bên thương chiêu tông dám đối xử kiểu đó với hắn. Chỉ là người hầu, sủng thiếp của vương gia đã lên tiếng, mấy thủ vệ như sói như cọp sông lên. Nhưng thủ vệ đứng đầu phát hiện là lạ, cảm thấy như Hữu đạo hơi bị quen mặt, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn làm tim gã đập nhanh. Thủ lĩnh vội ra tiếng chặn lại, dừng tay, trong đám thủ vệ đã có người ấn người như Hữu đạo, Thủ vệ đứng đầu rối rít xua tay, không được vô lễ, hai Mỹ cơ nhíu mày nhìn thủ vệ đứng đầu. Phía xa có tu sĩ Đại Thiền Sơn xuất hiện, bị hai Mỹ cơ hét tiếng, người đâu, kinh động, nhưng thấy như hữu đạo thì họ không lại gần mà đứng xa xem, hơi tò mò hắn ăn mặc như người hầu tiểu tư làm gì. Thủ vệ đứng đầu lại gần hỏi dò như hữu đạo, ngài là đạo gia, như hữu đạo nhìn bộ đồ mặc trên người, hỏi ngược lại. Mặc như vậy còn bị nhận ra, như hữu đạo vốn muốn gây lớn chuyện chút ai ngờ bị người nhận ra, thủ vệ đứng đầu vã mồ hôi hột vội chắp tay xin tội đạo gia là chúng ta có mắt không tròng đạo gia trong vương phủ này có mấy đạo gia nhiều người đều kính đã lâu nhưng chưa gặp mặt bao giờ nghe nói mới đến ngày hôm qua nghiêu hữu đạo ở chung với thương chiêu tông không lâu đa số cách hai nơi với y hắn ít khi lộ mặt bên thương chiêu tông đám người cũng đi theo thương chiêu tông những thân vệ từ kinh thành theo đến đây thì biết mặt nghiêu hữu đạo mấy năm đã qua đám thân vệ này không thể nào luôn đi theo bên cạnh thương chiêu tông làm thân vệ cho đến già. nhóm thân vệ cũng có một số gặp nạn. đang lúc thương chiêu tông cần dùng người, đa số là cao thăng thả xuống các nơi trong nam châu làm quan, khống chế người bên dưới cho thương chiêu tông. bọn họ đều là quân quan thân tín dưới tay thương chiêu tông. chỉ còn số ít người ở trong vương phủ phụ trách bảo vệ. bọn họ hiện giờ là nhân vật có uy tín danh dự trong vương phủ, nếu đi ra ngoài thì nguyên nam châu ai đều nể mặt vài phần, họ sẽ không canh giữ ở vườn hoa. Tóm lại những người cũng năm xưa đi theo thương chiêu tông không theo sai người, trả giá đều dáng, họ theo y nước lên thuyền lên. Thương chiêu tông đi càng xa, bò lên càng cao tiền đồ của họ càng tốt. Nếu thương chiêu tông ngã, bọn họ sẽ bị thanh tẩy đầu tiên, ít lợi cột vào nhau nên đều là tử chung của thương chiêu tông. Hai Mỹ cơ ngạc nhiên, đạo ra, không lẽ vị này là nghiêu hữu đạo, ngọc nương, uyển nương chưa từng gặp hắn, bình thường không có cơ hội thấy, ví dụ như yến tiệc hôm qua họ không có tư cách ngồi dự. Tuy đều là nữ nhân của Thương Chiêu Tông nhưng chính thất là chính thất, thiếp thất là thiếp thất, danh phận đã định trước nhiều thứ. Cái gì gọi là danh phận, nói ngắn gọn là danh chính ngôn thuật, trong trường hợp chính thức, mặc kệ tốt xem hay không thì ngồi ngang hàng với khách tôn quý phải là chính thất, nữ chủ nhân. Người có thân phận phải chú ý điều đó, thiếp thất chỉ có thể làm nền trong trường hợp không chính thức. Huống chi Ngọc nương, Uyển nương không tính là thiếp thất của Thương Chiêu Tông, tuy giống thiếp thất nhưng chưa được y chính thức cưới đối với thương chiêu tông thì ánh mắt của y không giới hạn trong nam châu bây giờ chưa phải lúc ham muốn hưởng lạc nạp thiếp ảnh hưởng không tốt nhưng đây là mục tiêu hai nữ nhân phấn đấu biết vị này có lẽ là người đứng sau lưng vương gia trong truyền thuyết ngọc nương uyển nương hơi hoảng loạn đến gần hai nàng thấp thỏm hỏi dò ngài là nghiêu hữu đạo đạo gia nghiêu hữu đạo nói không dám nhận đạo gia tại hạ là nghiêu hữu đạo trước kia không gặp hai vị ở vương phủ xin hỏi hai vị là hai nữ nhân muốn mếu đại nhân vật như ngươi mắc gì mặc đồ của người hầu tiểu tư. Hai người nhanh chóng chào, Ngọc Nương, Uyển Nương bái kiến Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm, Ngọc Nương, Uyển Nương, Ngưu Hữu Đạo ra vẻ khó hiểu quay đầu hỏi hộ vệ đứng đầu. Chưa nghe nói qua, ai vậy? Hộ vệ đứng đầu lúng túng, khó giải thích, nói là thiếp thất của vương gia nhưng chưa phải, gã do dự nhắc nhở. Là người của vương gia, hai vị tiểu phu nhân, Ngưu Hữu Đạo hiểu ra, à, đã mạo phạm, hai nàng vội xin lỗi không không có là tiện thiếp có mắt không tròng mạo phạm đạo gia nghiêu hữu đạo không quan tâm hắn nói với hộ vệ đứng đầu làm phiền mời vương phi lại đây một chuyến vâng hộ vệ đứng đầu chạy nhanh đi thông báo phượng nhược nam chốc lát sau phượng nhược nam đi tới thấy nghiêu hữu đạo đứng chung với hai nữ nhân thấp thỏm lo âu nàng không biết xảy ra chuyện gì tiến lên chào nghiêu hữu đạo kể chuyện vừa rồi xin lỗi nữ chủ nhân phượng nhược nam phượng nhược nam không tiện nói nhiều về hai nữ nhân không hé răng tỏ thái độ. Hai vị Mỹ cơ nhiều lần xin lỗi. Gặp tình hình này, thái độ của Phượng Nhược Nam làm Nghiêu Hiếu Đạo không tìm được đường giúp, hắn không nói gì nữa, không hứng tiếp tục dạo chơi trong vườn hoa, rời đi. chương 807, đứng ra chống lưng, trong sân nhỏ, mông sơn minh chống hai tay trên xe lăn rèn luyện lực tay. Là đại an sách thùng nước nóng đi vào, xảy bước đến gần xe lăn bẩm báo. Xảy ra chuyện rồi sư phụ, nghe nói trong vườn hoa đạo gia mới xảy ra xung đột với hai thiếp thất của vương gia. Vương gia và Lam tiên sinh đã nghe tin tiến đến, sư phụ có đi xem không? Mông Sơn Minh chậm rãi thả lỏng cánh tay ngồi xuống xe lăn, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói. Ta không đi, người hãy đi hỏi thăm xem chuyện thế nào. La Đại An gật đầu bỏ chạy. Vâng, người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, cảm thấy hứng thú với chuyện này. Như hữu đạo chậm rãi về khách Việt, Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh đang ôn chuyện thấy nhiêu hữu đạo ăn mặc kiểu đó trở về thương Thục thành rất ngạc nhiên quản phương nghi buồn cười nói này đạo gia người đang chơi trò gì vậy nhiêu hữu đạo xua tay đừng nói nữa ba người mới đi vào đình ngồi xuống thì thương chiêu tông Lam nhược đình đã vội vàng tới hai người thấy trong đình có người chạy nhanh lại gần thương chiêu tông kinh ngạc hỏi sao đạo gia ăn mặc thành như vậy nhiêu hữu đạo cười khổ nói lần đầu đến đây phát hiện phủ thứ sử khá lớn nên đi dạo không kiên nhẫn dọc đường gặp khách khí chào hỏi suốt nên tìm người hầu đổi áo, kết quả không cẩn thận va chạm nữ nhân của vương gia trong vườn hoa, thật là lúng túng. Vẻ mặt thương thuộc thanh kinh ngạc, tình huống gì? Quản phương nghi nửa cười nửa không liếc qua nghiêu hữu đạo. Thương chiêu tông đã nghe kể chuyện này, nếu không đã chẳng đến, vội nói. Đạo gia nói quá lớn, đạo gia không mạo phạm chút nào, là hai người kia không biết đạo gia, nói năng lỗ máng, mạo phạm đạo gia. Xin đạo gia đừng để bụng, ta kêu hai nàng đến xin lỗi ngay bên này luôn ngóng trông nghiêu hữu đạo đến khó khăn lắm hắn chịu tới kết quả bị hai nữ nhân ngu xuẩn răn dậy một trận chuyện quái quỷ gì nghiêu hữu đạo xua tay ngăn lại không dám ta đã nhìn ra mới rồi vương phi cũng không dám lên tiếng trước mặt hai người ta có thể tức giận cái gì ta thấy lạ ta hiểu tính tình của vương phi nhớ năm xưa dám đánh cả vương ra hai vị kia có thể làm cho tính tình như vương phi cũng hoảng sợ thì chắc không dễ chọc chuyện không nghiêm trọng gì bỏ đi nghe nói tàu tử không dám lên tiếng trước mặt hai nữ nhân kia thương thục thanh mím môi liếc xéo ca ca khóe môi quản phương nghi hơi cong lên lam nhược đình vốn đến giúp đỡ hòa hoãn cũng im lặng người ngoài không tiện xen vào việc nhà vẻ mặt thương chiêu tông lúng túng nói không nghiêm trọng như vậy đâu đạo gia ta kêu các nàng đến ngay ngư hữu đạo xua tay nói thôi vương ra đừng để không có việc gì gây chuyện tính cách nữ nhân nhỏ nhen hai vị của vương ra nhìn ta với ánh mắt là lạ ẩn giấu sát khí vương ra còn kêu họ lại đây mất mặt coi như kết thù lỡ tương lai bọn họ được thế không biết sẽ xảy ra chuyện gì ta chọc không nổi có thể yên tĩnh được thì để yên đi bỏ đi nghiêu hữu đạo thậm chí nói ra bốn chữ ẩn giấu sát khí làm đám người thương chiêu tông giật nảy mình nghiêu hữu đạo ra khỏi đình đi về phòng chắc hoàng liệt sắp đến ta đi thay đồ gặp người quản phương nghi hơi khom người cười xin lỗi mấy vị rồi đi theo thương chiêu tông lam nhược đình lặng im rời đi Xảy ra chuyện như vậy thương Thục Thanh không tiện ở lại, nàng cần tìm hiểu có chuyện gì. Trong đình viện, Mông Sơn Minh đổ nước nóng rửa mặt, là Đại An đi tìm hiểu tin tức chưa về. Lam Nhược Đình chia tay với thương Chiêu Tông ngược lại tìm đến than thở. Mông Sơn Minh đắp khăn nóng lên mặt, hỏi, sao vậy, làm như sắp tắt thở. Lam Nhược Đình kể lại tình huống. Xảy ra chút chuyện, Mông Sơn Minh vò khăn lông thành một cục, hỏi, ý vương ra thế nào? Lam Nhược Đình cười khổ nói, còn sao nữa? Hôm qua Đạo gia nhắc tới tình cảm quen biết với Vương phi ngay trước mặt Hoàng thông, sáng sớm xảy ra chuyện này. Đạo gia nói là không kiên nhẫn người trong phủ lễ độ nên thay đồ người hầu, không cẩn thận va chạm nữ nhân của Vương gia trong vườn hoa, mông xoái tin không. Vương gia không ngốc, Đạo gia rõ ràng muốn đứng ra chống lưng cho Vương phi, nhưng vì đây là việc nhà của Vương gia nên hắn không muốn nói rõ. Mông Sơn Minh khẽ thở dài, loại việc này chúng ta không tiện nói nhiều, để Vương gia tự suy nghĩ đi thương chiêu tông đi vào phòng ngồi xuống mỹ nhân ngọc nương dâng trà lên mỹ nhân Huyền nương dè dặt hỏi vương gia đạo gia kia không nói gì đi mặt thương chiêu tông không biểu tình không lên tiếng ngọc nương tội nghiệp nói vương gia chúng ta không nói gì ban đầu thật sự không biết hắn tỉ muội chúng ta đã gặp hắn bao giờ đâu hắn mặc đồ người hầu muốn không hiểu lầm cũng khó chúng ta đã xin lỗi rồi hắn còn muốn sao nữa uyển nương hát đệm chúng ta dù gì là nữ nhân của vương gia không có chuyện gì lớn, nếu hắn vẫn không dứt thì hơi không để vương ra vào mắt. Thương Chiêu Tông quay đầu lạnh lùng liếc Uyển Nương, sau đó đứng dậy đi. Phượng Nhược Nam không hiểu xảy ra chuyện gì, mãi khi Thương Thục Thanh tìm đến hỏi nàng mới biết là Ngưu Hữu Đạo cố ý kiếm chuyện để chống lưng cho nàng. Phượng Nhược Nam không nghĩ đến hiện giờ Ngưu Hữu Đạo có thể cố ý tốn công vì nàng như vậy, nàng thầm khóc, rất cảm động. Thương Thục Thanh ôm Phượng Nhược Nam cùng khóc, tàu tử sao ngốc vậy, có chuyện gì không chịu nói với muội? Thương Thục Thanh nghe Nghiêu Hữu Đạo nói mới biết Phượng Nhược Nam làm vương phi chính thất mà không dám nói tiếng nào trước mặt hai nữ nhân kia. Người ngoài như Nghiêu Hữu Đạo còn biết chạy tới bên vực, nàng ở bên cạnh tẩu tử lâu dài mà như đổ ngốc. Trước kia Thương Thục Thanh cho rằng tẩu tử vì ân oán giữa bên mình và Phượng gia nên luẩn quẩn trong lòng, hiện giờ mới biết tẩu tử âm thầm chịu uất ức lớn như vậy, nàng hối hận khó chịu khóc lớn. Trường môn Hoàng Liệt Đại Thiền Sơn đã đến, trên đường ghé chỗ Thiên Ngọc môn nay không có bóng người xem xét. Thiên Ngọc Môn không động tay chân phá hoại chỗ ở. Linh Sơn Phúc Địa được Thiên Ngọc Môn xem trọng trong Nam Châu đương nhiên không kém, Đại Thiền Sơn chuẩn bị ở lại đó. Người chưa đến Nghiêu Hữu Đạo và nhóm Thương Chiêu Tông đã chờ ở cửa thành Bắc Ninh tiếp. Nguyên cửa thành Bắc đã bị cảnh giới, không cho dân chúng bình thường ra vào. Đoàn người Đại Thiền Sơn khá đông, họ đi đến đâu là tin tức đưa tới đó, bên Thương Chiêu Tông nắm giữ vị trí nhóm Hoàng Liệt tiến lên. Hàng trăm kỵ chạy trên đường cái ngừng lại trước cửa thành, nhóm Nghiêu Hữu Đạo đã đứng chờ hai bên khách khí trò chuyện, Ngưu Hữu Đạo giới thiệu Hoàng Liệt và Thương Chiêu Tông cho nhau. Hoàng Liệt khá vui vẻ, Đại Thiền Sơn rốt cuộc nhảy ra khỏi đất hai nước giáp công, ở Nam Châu chắc chắn tốt hơn trong Bắc Châu, dọc đường đi phát hiện trị lý Nam Châu khá tốt. Khi vào thành Hoàng Liệt đi giữa, Ngưu Hữu Đạo và Thương Chiêu Tông đi hai bên, hai người đi song song cười nói. Khi gặp lại Ngưu Hữu Đạo có thể nói Hoàng Liệt nhìn hắn cao hơn, không nói cái khác, chỉ riêng quan hệ với Ngọc Thương Tiên Sinh đã đáng giá xem trọng hắn. Cao tầng Đại Thiền Sơn đi theo phía sau thì có nhóm Lam Nhược Đình đi cùng. Đến phủ Thứ Sử đoàn người được chiêu đãi tiệc rượu, sau khi ăn uống ca múa ồn ào, Hoàng Liệt cùng như Hữu Đạo đi ra. Hoàng Liệt nhắc một câu, nghe nói lão đệ đến đây mang theo bốn con phi cầm. Nhiêu Hữu Đạo biết Hoàng Liệt ham cái gì, hắn giơ ngón tay nói, "Nếu Hoàng trưởng môn còn có hứng thú thì ta nói chuyện giữ lời." Quản Phương Nghi đi theo vẻ mặt phiền chán, đã hứa tặng đồ cho bà nhưng cuối cùng bị người tự quyết định bán vãi, vui được mới lạ. 500 vạn là mua được, nhặt miễn phí thư đáng giá mấy trăm vạn, không lấy thì phí. Trưởng lão trong môn nghe tin đều suối Hoàng Liệt. Hoàng Liệt hiểu rõ đám trưởng lão muốn dính lợi sau này, y làm trưởng môn không thể hưởng riêng, bình thường hay sai khiến các trưởng lão. Nhưng Hoàng Liệt vẫn già mồm khẽ thở dài. Đại thiền sơn đông người, có nhiều chỗ tốn tiền, di rời cũng tốn tiền, chỉ có thể miễn cưỡng trích ra 500 vạn. chương 808, nhường lời, như hữu đạo mời ngay. Vậy thì đi xem thử, hoàng trưởng môn nhìn chúng con nào thì mua con đó. Hoàng liệt quay đầu hỏi các trưởng lão đi theo, vậy đi xem thử, đám trưởng lão lên tiếng, được, đám người đến sân của Ngưu Hữu đạo, thấy bốn con chim to đôi mắt sáng người có thần, bọn họ xuống lại xem. Những con chim tuổi thọ có hạn, muốn mua đương nhiên chọn con nhỏ tuổi nhất, thời gian sử dụng càng dài. Đương nhiên về giới hạn tuổi thọ không thể cô đậu cả nắm, cái gọi là tuổi thọ chỉ là chuẩn mực đại khái. Xét cho cùng tất cả động vật đều như nhau, thể chất trời sinh và bảo dưỡng tốt hay xấu đều có ảnh hưởng, có con sống lâu mấy năm, có con còn nhỏ vẫn chết sớm. Cuối cùng mấy vị trưởng lão cùng chọn con hắc ngọc điêu trông thần tuấn nhất, thử điều khiển bay mấy vòng, đều rất vừa lòng. Hoàng Liệt sai người lấy ra 500 vạn kim phiếu cho Ngưu Hữu Đạo, số tiền đó đều rơi vào tay quản Phương Nghi. Con hắc ngọc điêu thuộc về Đại Thiền Sơn, bị người của họ mang đi. Sau đó vào chủ đề chính, chuyện không tiện nói trước mặt thương chiêu tông trong tiệc rượu, một số chuyện không liên quan đến y, không cần y làm chủ phí trường lưu trịnh cửu tiêu hạ hoa đều có mặt như hữu đạo bàn chuyện phân phối ích lợi nam châu bên hắn có khá nhiều người phải khoanh vùng địa bàn trú ngụ loại chuyện này tất nhiên không nhường bước được thì không nhường hoàng liệt đã chuẩn bị tinh thần sẽ cò kè mặc cả hỏi ngươi muốn địa bàn bao lớn như hữu đạo đáp ta cần một chỗ đặt chân ở quận thanh sơn là được dù sao có người của mấy môn phái Hiện giờ thực lực của Đại Thiền Sơn khống chế Nam Châu toàn diện dễ sinh ra sơ hở, có chuyện gì thì mấy môn phái bọn họ có thể giúp đỡ đôi chút. Chắc Hoàng trưởng môn sẽ không đến mức không cho đất một quận đi. Ba người phí trường lưu sốt ruột kêu lên, đạo ra, ba môn phái bọn họ tốn công lớn như vậy chỉ có thể chen chúc trong một quận sao. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên ý bảo ba người bình tĩnh, hắn có sắp xếp hết. Nghiêu hữu đạo chỉ cần một quận làm hoàng liệt ngạc nhiên, y nhìn phản ứng của ba người phí trường lưu, chậm rãi nói nếu chỉ cần một quận Thanh Sơn thì ta không thể nói gì, ta có thể quyết định ngay bây giờ, nhưng bên lão đệ có thể làm chủ sao? Như hữu đạo đáp, bên ba phái thì ta sẽ nói chuyện với họ. Hoàng Liệt dứt khoát nói, tốt, quyết định vậy đi. Như hữu đạo giơ tay cùng Hoàng Liệt vỗ trưởng thay lời thề. Như hữu đạo kêu người ba phái lui xuống, mời Hoàng Liệt đi dạo, hai người ra sân tản bộ trong vườn hoa. Trên đường đi Như hữu đạo hỏi, người bên Bắc Châu còn bao lâu mới hoàn toàn rút lại đây? Hoàng Liệt nói, Chắc khoảng một tháng, ba đại phái yêu cầu bình ổn giao tiếp, bên ta cần phối hợp. Phải rồi, ta nghe nói lão đệ muốn tiếp tục ở lại quận Thanh Sơn chứ không định cư ở Phủ Thành. Như Hữu đạo nói, ta nói chuyện giữ lời, đã buông tay đưa Nam Châu cho Đại Thiền Sơn thì ta sẽ không ở Phủ Thành vì tiện can thiệp vào. Ta sẽ giữ khoảng cách với bên này, trở về sau Đại Thiền Sơn sẽ thấy thành ý của ta. Hoàng Liệt nghe vậy vừa lòng gật đầu nói, lão đệ là người thông minh, bình yên vô sự tốt cho mọi người. Nhiêu Hữu Đạo nói, nhưng ngày nay đã khác xưa, Đại Thiền Sơn tốt nhất phái cao thủ thật sự đến tỏa chấn phủ thứ sử. Lão đệ lo bên triều đình nước Yến, Hoàng trưởng môn, trước kia thương chiêu tông không đáng để thương kiến hùng đảo lộn nước Yến trả giá cực lớn, nay thương chiêu tông đã uy hiếp đến ngai vàng của thương kiến hùng, sợ là thương kiến hùng sẽ không tiếc mọi giá. Lúc trước bị đủ chuyện quấy nhiễu, triều đình hơi kiêng rẻ nhúng tay Nam Châu, chờ giao tiếp Bắc Châu xong mọi việc đã định e rằng triều đình sẽ không từ thủ đoạn với Bắc Châu. Ta lo nhất là triều đình muốn ly gián hai ta, không biết bên hoàng trưởng môn có bị ảnh hưởng không. Đây cũng là nguyên nhân nghiêu hữu đạo chủ động nhường lợi, hy vọng sẽ trấn an được đại thiền sơn. Hoàng liệt có suy xét việc này, ở trong Bắc Châu là rắc rối, chạy đến bên này vẫn đối mặt phiền phức, nhưng so sánh thì bên này đỡ hơn chút. Bắc Châu bị làm thành bộ dạng này, đại thiền sơn không buông tay cũng không được. Hoàng liệt không nói mình có bị ảnh hưởng không, ta dễ ly gián vậy sao, nghiêu hữu đạo biết rõ một môn phái không thể làm theo cảm tính không thể hy vọng vào quan hệ cá nhân tốt hay xấu chỉ cần ích lợi đủ đánh động đại thiền sơn thì không sợ bị ly gián ta chỉ muốn nhắc nhở hoàng trưởng môn trong nước yến không thiếu môn phái mơ ước miếng thịt mỡ nam châu nhiều môn phái có quan hệ tốt với những viên quan lớn triều đình bàn về quan hệ với triều đình thì đại thiền sơn từng phản bội nước yến có bằng họ không có khi nào ai đó xúi dục triều đình hòng thay thế đại thiền sơn không nước yến đã bệnh nguy kịch không ai biết khi nào nó sẽ sụp đổ khi nổi lên loạn lớn thì thương kiến hùng hứa hẹn gì với đại thiền sơn đều là hoa trong gương trăng trong nước hoàng liệt ngắt lời ngươi suy nghĩ nhiều trước mắt đại thiền sơn chỉ cầu ổn cần thời gian lớn mạnh nếu ai hứa hẹn cũng đánh động được đại thiền sơn thì đã giao động khi ở bắc châu không đến nam châu làm gì chỉ cần bên trong nam châu không loạn thì đại thiền sơn sẽ không tự mình đảo lộn nam châu như hữu đạo gật đầu nói vậy thì rất tốt miễn bên trong nam châu không loạn trên dưới một lòng thì nước yến hiện giờ không có sức rầm rộ xâm chiếm Nam Châu. Hai người đã đi vào vườn hoa, Hoàng Liệt bước chậm, khẽ thở dài, tuy không có sức xâm chiếm nhưng sợ là sẽ không từ thủ đoạn quấy rối bên này. Như Hữu Đạo nói, Đại Thiền Sơn chỉ cần giữ Nam Châu tốt, yên ổn hậu phương cho ta, mấy thủ đoạn nhỏ cứ để ta lo, không cần Đại Thiền Sơn tốn sức. Cùng lắm khi cần thiết mượn ít người của Đại Thiền Sơn. Hoàng Liệt liếc xéo, không nói tiếp đề tài mất vui. Đi một bước xem một bước, đến lúc đó nói sao? À, Long Hưu có lời muốn ta chuyển cho ngươi. Ngưu Hữu đạo khẽ ừ, rửa tai lắng nghe. Hoàng Liệt nói cũng không có gì. Long Hưu bảo là ngươi có rảnh thì đi tiêu giao cung một chuyến. Kêu ta đi tiêu giao cung, có nói vì chuyện gì không? Ta chỉ nhắn lại, không biết Long Hưu muốn làm gì. Hai người đi dạo mấy vòng trong vườn hoa, bàn hết những gì cần bàn. Đây là một trong những mục đích Ngưu Hữu đạo đến chạm mặt Hoàng Liệt. Hai bên chia tay trở về. Nưu Hữu Đạo mới về sân thì phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa tiến lên đón. Địa bàn một quận nho nhỏ cho ba nhà chia, hỏi sao họ không sốt ruột. như Hữu Đạo biết suy nghĩ của họ, hắn giơ tay ra hiệu bình tĩnh, cùng nhau ngồi trong đình mới nói chuyện. Ổn định Nam Châu là đại cục, đừng chỉ nhìn lợi nhỏ trước mắt, phải nhìn xa. Hạ Hoa cười khổ nói, đạo gia, chúng ta biết phải nhìn xa, nhưng chỉ nhìn xa thì vô dụng, cũng phải nghĩ cho trước mắt mang kết quả này trở về chúng ta không cách nào ăn nói với đệ tử ở trong môn mong chờ. Như Hữu Đạo nói, thiên ngọc môn biến đi, lợi bán rượu một năm giao 300 vạn cho ta, còn lại các ngươi chia. Rượu nhướng ra chia cho ba nhà các ngươi bán, một câu chặn hỏng ba người, người ta đã đồng ý nhường ra ích lợi lớn như vậy cho họ, còn có gì để nói. Đối với Nhiêu Hữu Đạo thì đây cũng xem như một trong các thu hoạch đuổi Thiên Ngọc Môn đi. Quản Phương Nghi nghe mà đau lòng, trạng vạng, thương chiêu tông lại bày tiệc đãi đoàn người đại thiền sơn tiệc tối kết thúc nghiêu hữu đạo về chỗ ở không lâu sau mông sơn minh ngồi trên xe lăn được người đẩy tới nghiêu hữu đạo ra đón đi vào phòng khách mông sơn minh phất tay ra hiệu la đại an lui xuống nghiêu hữu đạo đổ nước trà ra mời dùng chủ động hỏi mông soái có chuyện gì sao mông sơn minh cười nói không có gì nghe nói sáng mai đạo gia sẽ về quận thanh sơn không ở lại vài ngày nghiêu hữu đạo nhẹ lắc đầu nói các người bận nhiều việc ta ở đây sẽ làm chậm chế các người làm việc. Mông Sơn Minh không miễn cưỡng, là thế này, hôm nay quận chúa tìm vương ra, ý của quận chúa là muốn theo đạo gia về quận Thanh Sơn. chương 809, chỉ có thể giả ngu một. Nhiều hữu đạo hơi cao mày nhìn ra ngoài, quận chúa cũng đi, quận Thanh Sơn không phồn hoa như châu phủ này, ta ở trong núi. Không phải ta đùn đẩy gì mà là trong núi khá nhàm chán với người trong thế tục, sợ quận chúa thấy cô đơn. Hơn nữa tuổi của quận chúa không nhỏ, có thể suy xét tìm người thích hợp, nếu ở trong núi ta sợ làm lỡ quận chúa. Mông Sơn Minh hỏi ngược lại, gả cho ai, như hữu đạo không nói nên lời, gả cho ai đúng là cả một vấn đề. Vấn đề không nằm ở chỗ thương thục thanh xấu hay đẹp mà trông nàng rất đáng sợ, người bình thường không ai chịu cưới. Đương nhiên bằng vào quyền thế địa vị hiện giờ của thương gia không sợ thương thục thanh không thể gả đi, nhưng như hữu đạo không thể xúi nàng gả cho người không bình thường hoặc mưu đồ giàu sang. Bên ngoài có hàng đống nam nhân đói bụng, chỉ cần được ăn no thì họ sẵn sàng cưới heo mẹ chứ đừng nói là còn kèm theo vinh hoa phú quý nhưng người ta tốt xấu là quận chúa thông minh biết cầm kỳ thư họa không thiếu ăn thiếu mặc dựa vào tài trong bụng kêu nàng tùy tiện gả cho kẻ khố rách áo ôm thì không được hai bên tu dưỡng không ngang hàng tranh lệch quá lớn thì sống với nhau là chịu tội cho người ta lấp đầy bụng cũng đừng hy vọng người ta thích tu dưỡng của ngươi không chê nhan sắc của ngươi mông sơn minh khẽ thở dài quận chúa nói đời này không gả Nghiêu Hữu đạo gái mũi cười xoa, không gả cái này gả cho người chưa chắc tốt, không lập gia đình có lẽ cũng hay. Nhưng suốt đời không lập gia đình sẽ để lại tiếc nuối lớn trong đời. Tốt xấu nên trải qua mới biết lựa chọn của mình. Chưa cầm lấy đã đòi buông thì hơi miễn cưỡng. Mông Sơn Minh gật đầu nói, lần này đến là muốn bàn việc này với đạo gia. Nghiêu Hữu đạo ồ lên, chẳng lẽ tìm được nhà tốt cho quận chúa rồi? Mông Sơn Minh lắc đầu nói, không phải nói chuyện đó mà là về mặt của quận chúa không phải trời sinh đã xấu, bớt trên mặt là sau này người ta làm. Như hiểu đạo kinh ngạc hỏi, ai làm chuyện thiếu đạo đức vậy? Mông Sơn Minh ngẩn ra, xua tay, không liên quan đến đạo đức, trông bớt trên mặt quận chúa không ai khác hơn là lệnh sư đông quách hạo nhiên. Như hiểu đạo càng ngạc nhiên hơn, không ngờ người bị hắn mắng thiếu đạo đức là mang danh sư phụ của hắn. Là ngài ấy, tại sao ngài muốn hại quận chúa? Không tính là hại, năm xưa khi quận chúa mới sinh ra luôn khóc không ngừng, tiên vương tìm khắp lương y đều bó tay. Đúng dịp lệnh sư đến, vương ra mời lệnh sư xem giúp. Chấm móc lửng, mông sơn minh kể lại đầu đuôi câu chuyện năm xưa, như hữu đạo nghe xong cau mày lẩm bẩm có chuyện như vậy, nghịch thiên sửa mệnh, trước ngọt sau khổ đổi thành đắng trước ngọt sau, thật hay giả. Loại chuyện này các người cũng tin, mông sơn minh khẽ thở dài, việc này nghe hơi huyền diệu khó giải thích, nhưng sự thật là sau khi chồng bớt quận chúa thật sự không khóc nữa, còn cười ra tiếng. Chuyện về sau dường như chứng thực cách nói của lệnh sư. Thử nghĩ nếu không vì nhan sắc thì 15, 6 tuổi quận chúa đã phải gả cho người, sau đó vương phủ gặp chuyện sẽ mang đến hậu quả gì quá rõ ràng, có thể nói quận chúa tránh thoát một kiếp. Niu Hữu đạo nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Ninh Vương xảy ra chuyện, bao nhiêu người nóng lòng phủi sạch quan hệ, kết cục của Thương Thục Thanh không cần nói nhiều. Dù nàng không gả cho người, nếu là nữ nhân hơi đẹp thì không biết sẽ gặp khuất nhục gì, nói nàng tránh thoát một kiếp cũng không đủ. Nghe đến đây Nghiêu Hữu Đạo hơi hiểu ra điều gì, hỏi dò. Mông Soái muốn ta hóa giải bớt xấu trên mặt quận chúa. Mông Sơn Minh nói, đạo gia sư thừa Đông Quách Tiên Sinh, nếu là cá nhân mà Đông Quách Tiên Sinh đã gieo chắc đạo gia có cách chấm dứt quả. Chỉ cần quận chúa lấy lại khuôn mặt bình thường thì không khó tìm được nhà tốt. Nghiêu Hữu Đạo cười khổ nói, các người cũng biết khi ta gặp ngài ấy chưa nói mấy câu thì đã chết, không truyền thừa gì cho ta. Ta bị giam lỏng trong thượng thanh tông cũng không học được gì, thật tình không biết cách hóa giải. Hay là vậy đi, không cần gấp gáp, chờ ta tìm được cơ hội thích hợp hỏi người của Thượng Thanh Tông thử xem họ có cách gì không, nếu được thì ta sẽ làm Thượng Thanh Tông trả lại nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn cho quận chúa. Mông Sơn Minh gật đầu, đành vậy, có vài lời đến bên môi nhưng không thốt thành câu, Mông Sơn Minh chợt nhận ra suy nghĩ của ông và nhóm người vương ra hơi đơn phương gò ép. Nhan sắc của quận chúa bây giờ so với thân phận địa vị của Ngưu Hữu Đạo, nếu bắt hắn nhận thì hơi làm khó người ta. Việc đến bây giờ Mông Sơn Minh cảm thấy nhắc chuyện cưới xin không thích hợp, nói toạc ra lỡ bị đối phương từ chối thì tất cả lúng túng. Mông Sơn Minh ngẫm nghĩ quyết định làm như đối phương nói, nhìn xem Thượng Thanh Tông có thể chữa bớt xấu trên mặt quận chúa không đã. Gác chuyện này sang một bên, Mông Sơn Minh cười nói: "Đạo gia cũng biết dù quận chúa đã thói quen mặt mình nhưng không phải loại người thích náo nhiệt, ở quận Thanh Sơn hay phủ thành đều giống nhau. Quận chúa ở bên đạo gia cũng có thể làm tai mắt, có chuyện gì để quận chúa liên lạc hai bên?" Nhiêu hữu đạo hơi do dự, một số việc dù trong lòng biết rõ nhưng hắn không dám chọc thủng, đành giả ngu, sau cùng hắn gật đầu. Thấy Nhiêu hữu đạo đồng ý Mông Sơn Minh không nói nhiều nữa, nhắc tới chuyện khác. Vừa thu được tin tức bên Kim Châu, Hải Như Nguyệt lại sinh một nhi tử, không biết có ảnh hưởng đến kết minh giữa hai bên không. Nhiêu hữu đạo hơi kinh ngạc hỏi, mới kết hôn với Lê Vô Hoa nửa năm mà sinh nhanh vậy. Sinh non, Mông Sơn Minh nói, nói là sinh non nhưng bên kia có chút lời đồn nói không phải sinh non đã sớm gian díu với Lê Vô Hoa. Như Hữu đạo lắc đầu cười nói, nữ nhân này thật ghê gớm, dùng cách này bảo vệ mình. Phòng trưng không ảnh hưởng Kết Minh, chỉ cần Kim Châu vẫn trong trạng thái tự lập thì sẽ không dễ dàng bỏ bên Nam Châu trợ giúp. Ta sẽ đi Kim Châu một chuyến, chúc mừng và cũng thuận tiện xem tình huống. Mông Sơn Minh như nhớ điều gì, khẽ thở dài, nữ nhân này không dễ dàng, nhớ năm đó là một anh đầu đơn thuần không ngờ đi đến bước đường hôm nay hai người trò chuyện một lúc rồi mông sơn minh từ biệt nghiêu hữu đạo đưa đến cửa sân lúc sắp đi mông sơn minh nhắc nhở một câu không lâu trước phương gia sai người đưa hai mỹ cơ đi bắc châu nói là trả lại phượng gia mông sơn minh nói xong phất tay là đại an đẩy xe lăn lóc cóc đi nghiêu hữu đạo đâm chiêu đứng ngoài cửa sân cách giải quyết của thương chiêu tông ổn thỏa nếu giết người thì quá vô tình rất độc ác đưa về cho phượng gia tự mình xử lý là lựa chọn tốt nhất nghiêu hữu đạo ngừng suy nghĩ xoay người đi chỗ quản phương nghi cửa phòng đóng kín như hữu đạo gõ cửa bên trong truyền ra giọng quản phương nghi tắm rửa bà đoán được ai gõ cửa như hữu đạo mặc kệ thì pháp mở chốt cửa bước vào phát hiện quản phương nghi không nói dối bà thật sự đang tắm có mảnh che ngang trước thùng tắm bóng người ẩn hiện sau mảnh như hữu đạo quanh quẩn ngoài mảnh cười gượng hiểu lầm quản phương nghi mắng hiểu lầm cái đầu ngươi may mắn lão nương sớm có chuẩn bị đề phòng tên khốn nhà ngươi Nghiêu Hữu Đạo không muốn nói nhảm nhiều với bà, nói việc chính đi, lát nữa đưa 100 vạn cho người Ngũ Lương Sơn đưa đến Vạn Thú Môn giao cho Triều Thắng Hoài. Quản Phương Nghi kiên quyết từ chối, không đưa, Quản Phương Nghi từ chối kệ bà, nghiêu Hữu Đạo không nói nhiều, ngón tay phất qua mạnh rồi ra khỏi phòng, mặc cho bà chửi không khí. Mắng đến không thấy bóng người Quản Phương Nghi hết hứng mắng, buông hai tay che ngực, ngồi trong thùng tắm vốc nước tát lên người, cau mày lẩm bẩm. Quản Phương Nghi không nghĩ ra rõ ràng thiếu chiều thắng hoài 400 vạn mà giờ không đưa hết, chỉ đưa 100 vạn là sao? Không biết nghiêu hữu đạo lại dở trò xấu xa gì. Sáng sớm hôm sau, đám người thương chiêu tông đến tiễn đưa, quản phương nghi ra hiệu người đi cầm bao trong tay thương thục thanh. chương 810, chỉ có thể giả ngu hai Hai bên khách khí, nghiêu hữu đạo đến gần phượng nhược nam, nàng cũng ra tiễn. Nghiêu hữu đạo cười trêu vương phi gánh vác trách nhiệm lớn truyền đời sau cho vương gia, Vương Phi quá gầy làm như bị Vương ra ngược đãi vậy. Cả người thương chiêu tông bứt rứt, Phượng Nhược Nam hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Đạo ra một đường đi khỏe, như hiểu đạo quay sang khách sáo với mông Sơn Minh, thấy là Đại An luôn cầm hai cây thương, hỏi. Đại An, người đi đâu cũng luôn mang theo hai cây thương làm gì? Như hiểu đạo quen là Đại An, năm xưa trốn trong sơn thôn nhỏ ẩn khuất đột phá chúc cơ kỳ là đã biết nhau. Là Đại An liếc một cái, gãi đầu ngại ngùng nói sư phụ bảo trong năm năm tay không được rời thương phải làm đến cảnh giới dung hợp với thương dễ dàng điều khiển nó như hữu đạo khẽ ừ bật cười hiểu ý quản phương nghi đứng một bên bản năng nhìn bảo kiếm trong tay nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vỗ vai la đại an đại an hãy nhớ chuyện của phụ thân ngươi không liên quan vương phi ta có thể bảo đảm việc này phượng gia là phượng gia vương phi là vương phi vương phi cũng là người bị hại vương phi vĩnh viễn đứng bên vương gia là nam nhân thì không thể không phân thị phi nếu không hiểu rõ được điều này thì nói gì đến tương lai. Đại An, nếu để ta biết ngươi bất kính với Vương Phi thì coi chừng ta xử ngươi, nghe rõ không? Đây mới là mục đích nghiêu hữu đạo cố ý nói chuyện với La Đại An. La Đại An cúi đầu ừ một tiếng, quản phương nghi cười tươi như hoa liếc phản ứng của mọi người. Nghe như đang dằn dạy thiếu niên nhưng làm mọi người ở đây biểu tình khác nhau, mông sơn minh rũ nghi mắt xuống. Hai bên từ biệt, đoàn người điều khiển chim bay lên cao. Phượng Nhược Nam đứng trong đình viện nhìn theo, mắt đỏ hoe cắn môi không để mình bật khóc. Ra phủ thành, mấy con chim càng bay càng cao, phong vân vụt qua. Tâm tình thương thục thanh vui sướng, nàng nhớ mang máng hồi nhỏ có mấy lần cũng bay trên trời như vậy. Thương thục thanh chờ thấy con chim chở nhóm nghiêu hữu đạo đổi hướng bay xa, nàng hỏi hạ hoa. Hạ trưởng môn, nhóm đạo gia đi đâu vậy? Hạ hoa trả lời, không biết, nói là bận việc, kêu chúng ta về quận thanh sơn trước. Thương thục thanh hỏi, khi nào trở về, Hạ Hoa cười khổ nói, phong cách làm việc của hắn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không nói rõ cho người ta biết, quận chúa có hỏi thì ta cũng thua. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn bóng dáng khuất xa, lòng buồn bã hụt hẫng. Sáng sớm hôm qua Thương Thục Thanh định trải đầu cho Ngưu Hữu Đạo nhưng hắn giả làm tiểu tư đi mất, sáng hôm nay định trải đầu cho hắn nhưng nghĩ sáng sớm sẽ đi vì vậy không qua, ai ngờ vừa ra phủ thành đã chia tay. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần nhưng hai người không nói được vài câu riêng tư. Có chim bay qua lại quận Thanh Sơn, xuyên thẳng qua ngàn núi vạn sông, chút đoạn đường trong Nam Châu không mất bao lâu. Non nước như cũ, nhà tranh Sơn Trang vẫn giống vậy. Thương Thục Thanh đáp xuống đất nhìn bốn phía, thấy một thiếu nữ bộ dạng ngây thơ hồn nhiên ngồi trên tay vịn tòa lầu các, một tay ôm hộp cơm, một tay cầm đùi gà cắn, miệng bóng nhảy, hai chân đung đưa. Thiếu nữ cắn đùi gà cũng thấy Thương Thục Thanh, nhìn nàng một chút rồi bỏ qua, tiếp tục vừa ăn vừa đung đưa hai chân. Viên Cương bước tới, quận chùa đến, Thương Thục Thanh cười gật đầu chào. Viên Gia, Thương Thục Thanh nhìn thiếu nữ ngồi trên lầu các, tò mò hỏi. "Đó là ai vậy? Ngân Nhi, Ngân Nhi?" Viên Cương không nói nhiều, cầm lấy bao của Thương Thục Thanh từ tay người khác, giơ tay ra hiệu nàng đi theo. "Đã dọn phòng cho quận chúa." Viên Cương không nói nhiều, Thương Thục Thanh không hỏi nữa, nhưng vẫn hỏi một chuyện. "Đệ muội của Ngọc Thương Tiên Sinh có đây không? Trước khi đến ca ca dặn ta thay mặt bái kiến." Viên Cương nói, bỏ đồ xuống rồi nói đi thương thuộc thanh gật đầu ngoan ngoãn đi theo, ừm hạ lệnh phái ngồi trong đình ôm tập thơ, đầu gật gù miệng lẩm bẩm ngâm nga bài thơ. lão sư nói phải đọc thuộc lầu lầu nhưng quá khó khăn, gã đọc không thuận miệng. trang hồng đi lòng vòng bên ngoài bước lại gần, thấy nhi tử như vậy thì không quấy nhiễu gã. tăng quét rác trong sân ngừng lại chắp tay chào, trang hồng nhẹ gật đầu, bà ở đây rất tự do, ra vào tự nhiên, muốn đi quận thành chỉ cần nói một tiếng là có người xếp xe ngựa chờ ở chân núi đưa bà vào thành chơi. Đã lâu Trang Hồng không thể nghiệm cảm giác thoải mái tự do thế này, thể xác và tinh thần thả lỏng. Nhìn hòa thượng chắp tay chào mình làm Trang Hồng có cảm giác khó tả với trang tử này. Lần đầu bà thấy người hầu trang viên toàn là tăng nhân. Ở trong này tùy thời gặp áo tăng ôn hòa chắp tay. Tiếng chuông ngân nga, sáng tối ngẫu nhiên nghe tiếng tụng kinh làm giảm bớt lòng nóng nảy, dần dâng lên cảm giác điềm tĩnh tường hòa. Không chỉ có hòa thượng thành kính hầu người, nơi đây có thức ăn ngon Trang Hồng chưa từng nếm, có rượu ngon nhất. Chủ nhân nơi này là lão sư của Nhi Tử, Trang Hồng cảm thấy người này mới thật sự hiểu cuộc sống, ăn ngon uống ngon, có một đám hòa thượng điểm suyết đủ ý cảnh, thật tốt. Nhớ lại đi theo Ngọc Thương Tiên Sinh đã lâu, so sánh thì bọn họ sống như cái xác biết đi. Đám người nghiêu Hữu đạo không có cảm giác như thế, hắn chưa từng lấy đám hòa thượng ra điểm suyết sinh hoạt, trùng hợp là bên cạnh hắn có một đám hòa thượng, đơn giản vậy thôi. Thương Thục Thanh cũng cảm thấy nơi này rất tốt, thoát khỏi phủ thứ sự canh gác nghiêm ngặt, trở lại hoàn cảnh nơi này cảm nhận thật thư giãn. Viên cương cùng thương thục thanh đi tới bên này, giới thiệu hai mẫu tử cho nàng. Họ khách sáo với nhau ảnh hưởng hạ lệnh phái học tập. Hạ lệnh phái giật mình ngây người vì nhan sắc của thương thục thanh, không ngờ trên đời có nữ nhân mang khuôn mặt khủng bố như thế. Hạ lệnh phái sợ nhìn thẳng làm người để bụng, tay chân luống cuống nói chuyện lắp bắp. Biết đối phương cầm thơ tập do Ngưu Hữu Đạo viết, Thương Thục Thanh không kiềm được hỏi dò. Có thể cho ta xem tập thơ trong tay công tử không? Hạ lệnh phái gật đầu lia, hai tay dâng lên. Được, mời quận chúa xem. Thương Thục Thanh cảm ơn, cầm lấy lật sơ, nhỏ giọng đọc chữ viết trước mắt. Đi đường khó, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nơi đâu bình yên? Chí hướng to lớn rồi sẽ có lúc treo thẳng buồm mây tế Thương Hải. Ánh mắt Thương Thục Thanh nghiêm túc hơn đọc bài tiếp theo. Khi nào có trăng sáng, cầm rượu hỏi trời xanh. Không biết trên trời tròn khuyết, năm nay là năm nào? Người có lúc bi hoan ly hợp trăng lúc sáng lúc tối tròn khuyết, việc này xưa nay khó vẹn toàn. Chỉ nguyện người lâu dài, ngàn dặm chung thuyền quyên, đọc xong thương thục thanh chìm vào ý cảnh bài thơ, người xứng sờ. Hạ lệnh phái đã đọc thuộc thì lắc đầu thổn thức, phục sát đất tài hoa của lão sư. Trang Hồng đã đọc thơ tập trong tay nhi tử cảm thán rằng, tiên sinh là người nhã chi, không khen còn đỡ, nghe khen làm viên cương mặt không biểu tình không chịu nổi cơ mặt co giật liên tục. Đã thấy mặt dày nhưng chưa gặp ai ra mặt dày như đạo gia tiêu giao cung, đệ tử thông báo trở về mời Ngưu hữu đạo, quản phương nghi chờ ngoài sơn môn vào trong. Một đường bay lên ngọn núi cao nhất, trước mắt là dãy kiến trúc liên miên đẹp như cảnh tiên. Đệ tử dẫn đường lùi xuống giao cho người dẫn đường khác, cũng là người Ngưu hữu đạo và quản phương nghi quen biết, đệ tử quan môn của Long Hưu, dịch thư. Dịch thư phất lờ hai người khách khí, như không nghe thấy, không mặn không nhạt bỏ lại một câu rồi bước đi. Đi theo ta, hai người liếc nhau, đi theo đến hoa cốc bốn mùa nở hoa, vào quỳnh lâu điện ngọc thấp thoáng phồn hoa như gấm. Dịch thư bỏ lại một câu rồi rời đi, chờ, quản phương Nhi nói nhỏ bên tai Nghiêu Hữu Đạo, sao cảm giác vị này hình như gai mắt chúng ta. Nghiêu Hữu Đạo cũng có cảm giác đó, lúc ở vạn thú môn đã có linh cảm, hắn cũng không muốn đến tiêu giao cung nhưng Hoàng Liệt đã chuyển lời thì phải đi. Long Hưu đã lên tiếng, nếu Nghiêu Hữu Đạo không đến thì kỳ. Dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn đành phải đến. Chương 811, ý tốt của Long hưu chờ một lúc cửa điêu kim miêu sơn sau quỳnh lâu mở ra long hưu bước ra dịch thư đi theo phía sau long hưu cười chào hỏi ha ha hồng nương cũng đến khiến hai vị đợi lâu hai vị khách đứng dậy chào chào cung chủ long hưu phất tay ra hiệu hai người đừng khách khí mời họ ngồi xuống sau đó nghiêu hữu đạo như bị quên trong góc long hưu lo ôn chuyện với cố nhân quản phương nhi long hưu tán nhảm một lúc với quản phương nhi xong tìm cớ khiến bà và dịch thư đi ra chỉ để lại mình như hữu đạo Nghiêu Hữu Đạo nhìn người khác rời đi, lòng thầm đoán không biết Long Hưu tìm mình có chuyện gì. Rốt cuộc Long Hưu chịu nói chuyện với hắn, nước Yến thu phục Bắc Châu có công của ngươi, ngươi không giữ công, không giống chống khua chiêng nhưng chúng ta đều ngầm hiểu. Nghiêu Hữu Đạo vội nói, chút lòng riêng không dám kể công, Long Hưu đứng lên bước tới lan can lầu các nhìn phong cảnh trong núi, cười nói. Ai mà không có lòng ích kỷ, làm tu sĩ nước Yến chỉ cần phương hướng lớn không sai, vì tốt cho nước Yến thì làm đúng là có công. Nghiêu hữu đạo đứng dậy đến gần, chắp tay sau lưng cẩn thận nói. Tả cung chủ khen, Long Hưu bỗng hỏi, người cảm thấy đệ tử đó của ta thế nào? Nghiêu hữu đạo mờ mịt, đối phương hỏi câu này làm hắn hoang mang. Nghiêu hữu đạo hỏi, không biết cung chủ nói đến vị đệ tử nào? Long Hưu cười nói, ta có mấy đệ tử khác chắc người không biết, nhưng người xem như đã gặp hai lần đệ tử quan môn của ta, người thấy sao? Ta muốn nghe đánh giá của ngươi, Nghiêu hữu đạo câm nín, không quen mà hỏi đánh giá cái gì chẳng lẽ sau lưng dịch thư có ẩn tình gì nếu có cơ hội phải chú ý nhiều hơn ngoài miệng nghiêu hữu đạo khách khí nói thật sự là không quen thuộc vãn bối khó mà đánh giá long hưu cố ép xem một người không cần quen thuộc nhãn duyên cũng rất quan trọng ví dụ bề ngoài nhân phẩm mấy cảm giác này rất trực quan nghiêu hữu đạo trả lời khéo léo cao đầu của công chủ tất nhiên bề ngoài hàng đầu nhân phẩm càng khỏi phải nói ha ha long hưu cười cười xoay người nhìn nghiêu hữu đạo hỏi bên ngoài đồn ồn ào nghe nói người bị đường nhi ly hôn bỏ nghiêu hữu đạo đáp đúng là có chuyện đó long hưu nói đường nhi không có ánh mắt không dây dưa với thượng thanh tông cũng tốt nhưng nói đi phải nói lại người trẻ tuổi còn có tiền đồ tươi sáng tìm hiền nội trợ thích hợp sẽ ít đi rất nhiều đường vòng ta rất xem trọng ngươi ánh mắt long hưu nhìn chăm chú nói đến mức này ông tin nghiêu hữu đạo nghe hiểu ẩn ý dịch thư tim nghiêu hữu đạo rất cái bịch hắn cười gượng ta và hồng nương khá hợp ý ai ngờ long hưu phất tay áo nói ta không nói hai người hợp ý hay không người trẻ tuổi đều có lúc xung động chơi đùa là được không có gì nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt hiện thực cách biệt tuổi tác quá lớn khó lâu dài chơi là một chuyện không thể làm lỡ việc lớn cả đời tìm người bằng tuổi nhau tốt hơn người ta không quan tâm quan hệ linh tinh của hắn với hồng nương nghiêu hữu đạo không cứng rắn cãi lại hắn dịu ngoan gật đầu nói cung chủ nói đúng long hưu cười nhẹ gật đầu Ông tin chuyện tốt như vậy chủ động đưa lên cửa thì không ai từ chối. Long Hưu cho rằng mình chủ động nói rõ là đã cho đối phương tự tin thoải mái theo đuổi, đối phương nên biết làm thế nào, có vài lời ám chỉ là đủ, ông không tiện nói rõ ra nếu không mất mặt. Long Hưu chắp hai tay sau lưng chuyển đề tài.